Yeah, xin chào anh chị, uh, chào mừng anh chị đã đến với kênh Nhà đầu tư tài chính tự do. Uh, thì ngày hôm nay cũng xin phép làm cái video uh, đánh giá về tình hình thị trường chung cũng như về một số những cái mã cổ phiếu uh, mà anh chị có thể quan tâm uh, trong phiên giao dịch ngày mai hay là những phiên giao dịch sắp tới. Uh, thì anh chị nào xem video thì có thể là bấm like video giúp em hoặc là có thể là subscribe kênh nếu anh chị chưa subscribe. Uh, ở phía dưới phần mô tả video, em có để một cái đường link để tham gia một cái room Zalo tư vấn miễn phí uh, là nhà đầu tư tài chính tự do. Và uh, nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em cũng như là nhận được những cái khuyến nghị À, đầu tư à về những mã cổ phiếu cũng như là những nhận định chi sâu về thị trường. À thì anh chị có thể là bấm vào cái đường link ở đây, à điền thông tin vào à, thì sau đó em sẽ hỗ trợ mọi người. À cũng như là anh chị có thể là connect trực tiếp với em, liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo là 0979 -705 -126. Rồi, à 705126. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích về thị trường. À chúng ta sẽ cùng đánh giá về thị trường. Thì có thể nói là gì? À trong cái phi dịch ngày hôm qua thì cũng rất là nhiều anh chị mình lo lắng và à, nhắn tin hỏi em cũng như là gì à hỏi trên các cái diễn đàn rất là nhiều thì có một cái bản chất ở đây cái vấn đề là gì à, là ngày hôm trước chúng ta cũng đã đưa được cái kịch bản là khi mà thị trường tiệm cận về cái vùng 1.200 điểm thì nó sẽ như thế nào à, có thể nói là trong cái quá trình mà kéo liên tục ở đây ngày hôm qua video ngày hôm qua em phân tích rất là rõ là à, thị trường liên tục mở gáp vào đầu phiên để làm gì à, thứ nhất là để cho các nhà đầu tư cá nhân họ không mua kịp à, để cho các nhà đầu tư cá nhân không mua kịp cổ phiếu tức là cổ phiếu của họ trôi qua những cái điểm mua đẹp và cái thứ hai nữa là trong những cái phiên này nè khi mà anh chị mở gáp tăng á, mà anh chị rung lắc ở trong phiên thì nhà đầu tư sẽ có cảm giác như là những cái phiên này là những cái phiên mà à, thị trường kéo xả à, thị trường kéo xả thì hầu như là đa phần sẽ bị bán ra nên đó là một trong những cái chiêu trò để khiến cho nhà đầu tư cá nhân bán ra ở giai đoạn này à, bán ra bán ra ở giai đoạn này tuy nhiên khi mà lên những cái vùng ở trên này nè thì gặp một cái vấn đề là các công ty chứng khoán á, thì hầu như là các cái cổ phiếu đều hết trung à, hết trung cho vay thì dẫn đến một cái hệ lụy là gì à, là họ các nhà đầu tư họ thấy thị trường tăng tốt quá thì họ cứ mua và nắm giữ thôi thì hết trưng cho vai dẫn đến thị trường nó không còn động lực tăng giá à, tức là không có động lực để kéo lên nữa và lượng machine trên thị trường nó bắt đầu căng cứng lên thì dẫn đến một cái điều là tạo lập ở đây à, chiêu trò tạo lập ở đây họ là gì họ sẽ bắt đầu rung lắc ở những cái vùng đỉnh một nghìn này bởi vì bản chất là đa phần các cái nhà đầu tư họ đều lo sợ là à, cái vùng một nghìn hai này à, thị trường nó sẽ không vượt qua được à, không vượt qua được thì khi mà lên tới đây ấy, thị trường nó cứ rung lắc thì người ta sẽ bắt đầu là gì à, người ta e ngại người ta bán ra người ta sợ thị trường đảo chiều À, sợ thị trường đảo chiều thì đó là cái mà chiêu trò tạo lập mà ngày hôm qua em đánh giá rất là kỹ và nếu mà xét đúng về lý thuyết thì phiên ngày hôm qua là một phiên phân phối à phiên phân phối đầu tiên của thị trường à sau một giai đoạn kéo lên mạnh à, mạnh mẽ giai đoạn trước đó thì có thể nói với cái việc thị trường xuất hiện phiên phân phối đầu tiên thì cũng chưa à chưa phải là vấn đề bởi vì bản chất để thị trường đảo chiều nó cần từ 4 tới năm phiên phân phối à trong một giai đoạn tầm 4 tới sáu tuần tức là nó phải có một thời điểm tích lũy À, một cái thời điểm phân phối ra bởi vì big boy họ nắm một cái lượng hàng rất lớn à, những cái đội lái tạo lập họ nắm một cái lượng hàng cực kỳ lớn nên họ không thể nào bán ra trong một ngày hai ngày được anh chị hình dung cho em họ nắm một cái lượng tiền lớn như thế họ phải bán ra trong rất là nhiều phiên và trong một giai đoạn dài à, 4 tới sáu phân phối này phải trải dài qua từ sáu bốn tới sáu tuần trong một cái khoảng thời gian như thế thì thị trường mới có khả năng đảo chiều và dấu hiệu để thị trường đảo chiều đó chính là các cổ phiếu dẫn à, dắt thị trường trong giai đoạn vừa rồi à nó bắt đầu có tín hiệu phân phối Em ví dụ như là giai đoạn vừa rồi em nói với anh chị rất là nhiều về cái vấn đề là Ở thời điểm đỉnh cái 2018 á Thì để thị trường đảo chiều thì các cổ phiếu ngân hàng phải phân phối ra Các cổ phiếu chứng khoán cũng bắt đầu phân phối ra à, Anh chị Thông, giai đoạn trước đó thì có gì? À, có việc cơm bán, có, à, có CTG công thương, à, có VP Rất là nhiều cổ phiếu giai đoạn đó đã phân phối Thì thị trường mới đảo chiều à, Việc cơm bán, à, CTG, anh chị Thông cũng phân phối ra phía trên này đó Cũng tạo những vùng nền giá phân phối ra và sau đó gãy xuống ở đây hay là có gì à, vb à, vb nó cũng có gì à, nó cũng có bắt đầu những cái nhịp chạy rướng lên và đó là một giai đoạn đi sai quay dài một giai đoạn sai quay rất dài từ giai đoạn đầu tháng 3 cho tới giai đoạn là giữa tháng 4 tức là phải hơn một tháng à, tức là phải hơn một tháng hay là có bid à, cũng như thế anh chị thôi cũng duy trì một cái nền tích lũy phải hơn một tháng thì mới có những cái dấu hiệu là đảo chiều và sau đó thị trường chúng ta đảo trend luôn đảo trend luôn thì cho tới thời điểm hiện tại thì với những yếu tố vĩ mô cũng như là thời điểm ngày hôm qua em có so sánh là nếu mà 1.200 điểm của thời điểm này so với 1.200 điểm của 2018 rất khác nhau và thậm chí là khác nhau nhiều hơn nữa so với thời điểm 1.200 điểm của 2017. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện tại đang được ủng hộ rất nhiều bởi yếu tố vĩ mô và không kể đến cái vấn đề đầu tiên là gì? À, đầu tiên phải kể đến là là yếu tố về lãi suất. Lãi suất cho vay đang rất thấp và đang càng ngày càng giảm và có khả năng sẽ tiếp tục giảm. À, bởi vì hiện tại nhà nước tẩy mạnh vào cái vấn đề là hỗ trợ các cái doanh nghiệp À, khôi phục lại kinh tế sau khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid à, về lãi suất là cái đầu tiên cái thứ hai là lượng nhà đầu tư mở mới liên tục gia tăng và chúng ta phải hiểu được một cái vấn đề là câu chuyện lớn nhất của năm 2021 à, đó chính là câu chuyện nâng hạn thị trường mà để nâng hạn thị trường thì thị trường chúng ta cần có cái mức thanh khoản gia tăng và à, dạo gần đây cái việc mà thị trường đạt được 15 16 nghìn tỷ là điều hết sức là bình thường và phiên ngày hôm nay là 17 nghìn tỷ thì mới thấy được một cái điều là cái việc mà thị trường chúng ta à, đang cho thấy là muốn mở rộng cái thanh khoản À, tạo lập thị trường cũng đang phải làm điều đó tức là nhiệm vụ của tạo lập ở giai đoạn này là nâng thanh khoản thị trường à, thì họ phải làm được cái nhiệm vụ đó thì thị trường mới có thể được nâng hạng à, thì để làm điều đó thì họ phải cần thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa vào thị trường à, đó là một trong cái mà một trong những cái mà chúng ta phải để ý được mà nếu mà chúng ta hiểu được bản chất của tạo lập à, thì chúng ta cũng sẽ không à, không có quá nhiều lo lắng ở cái vùng này và rõ ràng là gì thị trường đang có những cái dấu hiệu là điều chỉnh trong một kênh tăng Các em vẫn khẳng định này điều chỉnh trong một kênh tăng để có thể đi lên một cách mạnh mẽ hơn ở giai đoạn phía sau. Còn về nội tại thị trường thì chúng ta phải quan sát rất là kỹ về nhóm banh, về nhóm chứng khoán và về cả cái nhóm khác ở trong giai đoạn vừa rồi à, như nhóm bất động sản, à, nhóm bất động sản khu công nghiệp để có thể hiểu rõ hơn à, thực sự thực sự là thị trường có yếu hay không. Và cái video ngày hôm qua em cũng khẳng định rất rõ là thị trường, thị trường chúng ta à, đang điều chỉnh à, chứ chưa đảo chiều, à, vẫn đang trong một kênh điều chỉnh thôi, à, điều chỉnh trong một kênh tăng. À, thì đó là lý do vì sao mà ở trong cái những cái phiên gần đây anh chị thấy, anh chị thấy là thị trường sẽ bắt đầu rung lắc rất là mạnh mẽ tức là dao động rất là nhanh à, tăng giảm liên tục trong phiên và diễn biến là gì trong phiên ngày hôm nay anh chị thấy đầu phiên mở cửa tăng à, sau đó lập tức giảm điểm xuống và sau đó lại kéo lên lại giảm điểm và lại kéo lên đánh rất là khó chịu bởi vì bản chất là gì ở những cái vùng này mà nó cứ rung, rung lắc thế này thì đa phần anh chị nhỏ lẻ đều sẽ muốn bán ra à, như anh chị nhỏ lẻ đều sẽ muốn bán ra đặc biệt là những anh chị nhà đầu tư F không những anh chị mà chưa có những góc nhìn về thị trường à, cũng như là chưa được À, sự hướng dẫn tốt từ cái cái người tư vấn thì khả năng cao là anh chị sẽ bắt đầu bán ra và rung lắc ở giai đoạn này. nhìn chung thì những thị trường thế này thôi nhưng mà quan trọng là cổ phiếu anh chị thế nào đã à, cổ phiếu anh chị thế nào như anh chị thấy là ở trong niêm em thì KBC em nói rồi KBC thì vẫn là một cổ phiếu mà chúng ta đã đi theo từ rất lâu từ giai đoạn 16 x thì hiện tại đã ít hai hơn rồi à, Đối với KBC à, rất là nhiều cổ phiếu khác ở trong ngân hàng à, nhớ ngân hàng nhà tép cơm nè MB nè ngày hôm nay vẫn tăng điểm thôi nhìn chung thì nó đang nó đang giữ giá lại nó đang giữ giá lại để làm gì à, để có thể là chờ thứ nhất là chờ về cái yếu tố là sau khi mà cái lượng mà ở trên thị trường được cân bằng trở lại các nhà đầu tư cá nhân họ đã gì họ đã chốt bớt rồi hạ bớt rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ có động thái là dòng tiền sẽ tiếp tục vào thị trường để đỡ giá à, cái thứ hai nữa là gì à, cái thứ hai nữa là họ đang chờ những cái yếu tố từ báo cáo tài chính quý bốn vì có thể nói là các ngân hàng hầu như đều có kết quả rất tốt à, các cổ phiếu chứng khoán dòng chứng khoán chắc chắn là được hưởng lợi rồi anh chị thấy là thanh khoản tăng gấp hai gấp ba lần thì cái kết quả kinh doanh của họ phải tăng ít nhất là một à, hơn một lần À, một lần tức là đạt được kế hoạch đạt được kế hoạch của năm mà cũng như là vượt lên trên kế hoạch đó hay là các cái nhóm khác như là bất động sản khu công nghiệp thì họ cũng đang chờ những cái yếu tố thông tin à, thông tin là gì à, các cái doanh nghiệp những công ty lớn ở nước ngoài họ về thuê à, các cái khu đất ở đó hay là các cái thông tin về việc là à, được hỗ trợ à, được có thể là gì mở rộng theo các cái quy mô các cái khu công nghiệp à, với giá rẻ hơn thì đó là những cái yếu tố mà hầu như các cổ phiếu hiện tại đang trong cái trạng thái đó và chị thấy dòng chứng khoán ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có những cái động thái đi lên À, đi lên rất là tốt à, VID, VND, nè HCM HCM hay là SHS nè à, Rất là nhiều cổ phiếu giai đoạn này à, Đang bước phá tốt Bởi vì bản chất là gì à, Họ vẫn đang duy trì cái dòng tiền trong cổ phiếu Vẫn chưa phân phối ra à, Thì đó lý do vì sao mà em nói với chị là Ở trong giai đoạn hiện tại Thị trường vẫn còn khá là nhiều cái động lực à, Để đi lên à, Để đi lên và đó là về thị trường thì nhìn chung là gì à, để đánh để đánh giá qua về thị trường thì chúng ta phải đi rất là kỹ về các cái mã cổ phiếu để có thể hiểu rõ hơn về thị trường thì chúng ta sẽ cùng phân tích về các mã cổ phiếu trong vn à, để có thể biết được là thị trường giai đoạn này à, đang mạnh hay đang yếu và như em nói với anh chị rồi với cái việc về thị trường có một phiếu phân phối thì nhiệm vụ chúng ta là gì à, vẫn là tiếp tục nắm giữ những mã cổ phiếu cái thứ hai á, là chúng ta phải cơ cấu danh mục của mình bởi vì bản chất nếu mà thị trường đi lên nhưng mà danh mục của anh chị lại gì à, đi xuống thì đó là là một cái vấn đề khác tức là những mục anh chị nắm là những mà cổ phiếu nó không mang tính chất thị trường à, không gì à, không mạnh hơn so với thị trường anh chị thấy đi những cái phiên giảm điểm như phiên ngày hôm qua là một trong những cách tốt nhất để chúng ta nhìn nhận xem là cổ phiếu này đang mạnh so với thị trường bởi vì cái việc mà chúng ta nhìn qua cái nhóm ngành với nhau chúng ta nhìn xem là ngày hôm qua cổ phiếu nào giữ giá tốt những cổ phiếu nào tăng tốt khi mà thị trường đi giảm như thế thì à, đó là những cổ phiếu mà có lực cầu đỡ những cổ phiếu nào giảm mà sau đó cuối phiên nào rút chân lên thì những cổ phiếu đó là những cổ phiếu có những cái áp lực test cung à, những lực test cung trở lại thì đó là những cái mà chúng ta có thể là gì À, nhìn nhận để biết được là chuyện cổ phiếu đang mạnh so với thị trường từ đó chúng ta có thể tái cơ cấu lại danh mục của mình và cái việc mà anh chị nắm được một cái danh mục cổ phiếu mạnh quan trọng hơn rất nhiều so với việc thị trường như thế nào à, bản chất thị trường đi à, thị trường chúng ta có thể tăng có thể giảm như em nói rồi em ví thị trường như là một người đàn bà đi bởi vì chúng ta sẽ không biết được khi nào nó tăng à, không biết khi nào nó giảm anh chị thấy không trong phiên ngày hôm nay tăng giảm đang xây liên tục à, sáng tăng chiều giảm sáng tăng chiều giảm liên tục như thế thì chúng ta không đoán được những cái gì không đoán được thì chúng ta cần phải gì à, cụ thể hóa hơn bằng cái cổ phiếu và những cổ phiếu là những cái mà chúng ta có thể phân tích kỹ hơn à, về thứ nhất là về cơ bản rồi nội tại doanh nghiệp phải tốt, có tiềm năng tăng trưởng, à, kết quả kinh doanh phải duy trì một cách ổn định, à, có những câu chuyện phía sau hỗ trợ là cái thứ nhất, cái thứ hai là những cổ phiếu đó phải có những nền tảng, đặc biệt là yếu tố dòng tiền à, thị trường thì nó là tổng hợp bởi các, các cổ phiếu khác thanh khoản thị trường cũng sẽ được tổng hợp nên mình sẽ không phân tích được rõ ràng là thị trường dòng tiền có vào tốt hay không mà chúng ta phải nhìn vào các nhóm ngành để biết là cổ phiếu nào đang có dòng tiền tốt, nhóm ngành nào đang có nhóm tiền đang có dòng tiền tốt thì mình tham gia. Thì đó mới là cái lợi thế của anh chị Khi mà anh chị đánh giá về kỹ thuật Đánh giá về cơ bản cổ phiếu Thì khi đó mình biết ra những cổ phiếu mạnh như thị trường Và mình tham gia rồi. rồi, đó là về thị trường ngày hôm nay Nhìn chung là gì? À, các cổ phiếu tăng tốt Ở trong phiên ngày hôm nay thì đầu tiên là có chứng khoán rồi Nói là chứng khoán ngày hôm nay có sự bước phá khá là tốt Sau một giai đoạn nghỉ ngơi và vừa rồi, rồi. À, ngày hôm nay ngân hàng thì cũng đã có sự trở lại khi mà STB, VB, à, MBB, Techcombank, CTG hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều đang cho mức tăng điểm khá là tốt, đặc biệt cái nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. À, À, về một số những cổ phiếu khác như là VRE ngày hôm nay cũng đã có sắc xanh trở lại sao mà trong phiên cũng đã có những thời điểm giảm xuống khá là sâu à, giảm xuống khá là sâu à, về chiều ngược lại về chiều giảm điểm thì ngày hôm nay một lần nữa thị trường lại tiếp tục dùng các cổ phiếu trụ để đè giá và trong đó là gì Vinhome, Vietcombank, Vinamilk và viết là bốn cổ phiếu giảm mạnh nhất cũng như là đóng góp vào cái mức giảm thị trường thì như em nói với chị rồi à, các cổ phiếu này nó mang tính điều tiết khá là cao à, điều tiết là gì là những cổ phiếu này sẽ không tăng quá mạnh à, cũng như không giảm quá mạnh bởi vì nó gì nó dùng để cân bằng là cái chỉ số thị trường để thị trường không tăng quá nóng em ví dụ trong những trường hợp là thị trường đang muốn hướng về như vùng hình hai đi hôm trước thì em sẽ có động thái là em đè những cổ phiếu như là Vinhome hay như là vít để làm gì à, để giảm để hạn chế cái đà tăng lại hạn à, chế cái đà tăng lại bởi vì những cổ phiếu này nó có cái vốn hóa khá lớn bởi vì khi mà nó tăng giảm thì sẽ ảnh hưởng cũng rất là nhiều tới thị trường bởi vì vn index là được hình thành cho cái vốn hóa mà chỉ số này tính cho cái vốn hóa của tổng tất cả mọi cổ phiếu trong vn30 hay trong trong Hosea mà đã. nên đó lý do vì sao mà họ dùng những cổ phiếu đó để điều tiết thị trường trở lại và ngày hôm nay về cuối phiên thì thị trường cũng đã đóng cửa ở mức xanh thì cho thấy được một cái động lực là à, do lực trầu à, tham gia khá là tốt thì về cuối phiên ngày hôm nay thì nó có những cái yếu tố ví dụ như là việc mà một số công ty chứng khoán à, à, có hệ thống bị lỗi à, chặn lệnh trở lại thì như là VBS đi thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái à, cái lượng thanh khoản trên thị trường nó không phải đúng nếu thực tế nếu mà có cái dòng tiền từ các cái nhà đầu tư à, tham gia vào thị trường từ các công ty này à, thì chắc chắn cũng sẽ à, cũng sẽ giúp cho à, dòng tiền vào thị trường mạnh mẽ hơn rất là nhiều ở trong giai đoạn này à, thì đó cũng là một cái mà chị có thể lưu ý cho em và nhìn chung thì ngày hôm nay phái sinh đóng cửa đỏ cũng một phần là do à, vbs bị ảnh hưởng thì dẫn đến một cái việc là phái à, sinh cũng sẽ bị các cái đội thao túng nhưng mà đối với em thì thị trường hiện tại vẫn khá là ổn định thôi và quan trọng là những cái mã cổ phiếu mà anh chị đang pick có tốt hay không nếu mà nó vẫn ổn thì hầu như trong những cái dịp rung lắc vừa qua chúng ta không quá lo lắng à, vẫn không quá lo cổ phiếu để vẫn duy trì được cái sắc xanh và thậm chí là chúng ta có thể mua thêm chúng ta có thể mua thêm với những cổ phiếu này à, đó là à, đó là về thị trường à, rồi chúng ta nhìn về thanh khoản ngày hôm nay thì ngày hôm nay thanh khoản có à, những cái sự suy giảm nhất định à, đặc biệt là đầu giờ chiều em có nói rồi à, đặc biệt là đầu giờ chiều khi mà một số công ty à, bị lỗi à, cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là gì à, là ngày hôm nay à, về đóng góp cái mức tăng ấy, thì hầu, hầu như chị thấy là cái nhóm tăng chính và nhóm tài chính à, đóng góp những mức tăng và là nhóm tài chính và như em nói rồi để thị trường qua được một 200 điểm chắc chắn phải có nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán hai nhóm này thông thường sẽ là hai nhóm giật giác thị trường ở trong những cái giai đoạn mà thị trường gặp khó khăn, đặc biệt là ở những cái mốc à, mà những cái mốc kháng cự rất là mạnh, thì 1.200 điểm là một mốc kháng cự tâm lý rất mạnh và cá nhân đánh giá thị trường có thể vượt qua nó, à, vượt qua nó mà chúng ta cần thời gian để vượt qua được, Bởi vì nó sẽ cần những cái yếu tố hấp thụ là cái lực cung ở phía sau này, à, thì chúng ta cần theo dõi thêm, à, theo dõi thêm. Rồi đó là về thị trường ha, rồi à, chúng ta sẽ cùng đánh giá vào một số cổ phiếu ở trong nhóm vn 50 à, để chỉ có thêm những góc nhìn, à, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo nhóm ngành đi, đầu tiên em sẽ đi qua nhóm ngân hàng trước ha à, Vietcombank à, Vietcombank thì ngày hôm nay cũng tiếp tục có một phiên điều chỉnh giảm thì như em nói rồi công à, Vietcombank nó mang tính chất điều tiết à, khá là cao thì trong phiên ngày hôm nay Vietcombank giảm là 0,87% à, với khối lượng cũng khá là thấp à, thấp hơn trung bình 20 phiên thì cũng cho thấy được một cái điều là à, cổ phiếu này vẫn đang khá là ổn định vẫn đang có những cái nhịp test cung trở lại thôi với cái việc mà cổ phiếu vẫn duy trì cái dòng tiền tốt ở trong giai đoạn trước đó và nó có những cái điểm mua ở à, cái đây xem là một cái điểm mua bốc bài À, đi mua bốc kép bay thì đi mua bốc kép bay là những đi mua bước phá khỏi những cái đền giá mà trước đó giá nó neo vào à, những cái đường em 10 và ma 20 với khối lượng cao thì, chị mới thấy được là ở giai đoạn phía sau này thì công nó sẽ có những cái động thái test cung lại và sẽ có những cái động thái test cung trở lại và đối với em Vietcombank công thì thứ nhất á, là cổ phiếu này đã vượt đến thời đại rồi tức là không còn kháng cự phía trên là cái thứ nhất cái thứ hai á, là cổ phiếu này là gì à, hiện tại đang cho thấy cái dòng tiền tham gia rất tốt và trước đó nó cũng đã vượt thoát được khỏi một cái nền tảng rất dài đây thì hiện tại đối với em việt công trong nhóm ngân hàng vẫn là may tính chất dẫn dắt và nhóm ngân hàng hiện tại thì vẫn khá là ổn định khi mà Vietcoman duy trì cái giá thế này, à, duy trì được cái dòng tiền thế này. À. Tiếp theo là VB. À, VB thì nhìn chung là vì sau khi mà vừa thoát được khỏi mô hình cốc tay cầm thì giai đoạn hiện tại thì VB cũng đang cho thấy cái động thái rất tốt. À, bởi vì à, khi mà gì à, cổ phiếu này đang là một trong những cổ phiếu mà dẫn dắt tốt ở thị trường. Anh chỉ thấy đây phim ngày hôm qua là một phim mà thị trường điều chỉnh. À, phiên ngày hôm qua là phiên ngày 13 tháng 1 là phiên mà thị trường điều chỉnh giảm nhưng mà VB vẫn tăng sáu à, tăng 2,26% và tiếp tục là gì à, phiên ngày hôm nay VB tiếp tục tăng dù thị trường nó cũng có những rung lắc thì cho thấy được một cái điều là cổ phiếu này à, mạnh hơn so với thị trường thì với những cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường thế này thì cái khả năng mà giai đoạn sau khi mà thị trường hồi phục trở lại thì những cổ phiếu này sẽ tăng rất mạnh là những cổ phiếu này sẽ tăng rất là mạnh anh chị phải lưu ý cho em VB hiện tại như em nói với anh chị rồi không còn kháng cự ở vùng trên nữa thì khả năng KFV phải về test lại vùng đỉnh ở phía trên này, à, chí ít là quanh vùng giá tầm 40, à, thậm chí là 41, 42 ở à, phía trên à, thì tùy vào cứu tố không cầu nhưng mà rõ ràng là sau một cái giai đoạn bứt phá khỏi mô hình cốc tay cầm à, thì VB đang cho thấy động thái tăng giá rất là tốt ha, như em nói rồi, với những cổ phiếu mà, mà đã vượt thoát được khỏi mô hình cốc tay cầm á, thì thông thường là cái giá cổ phiếu sẽ tăng được đó tầm là từ 30 tới 50%, thậm chí là hơn, à, với những có những cổ phiếu tăng cả trăm phần trăm luôn, à, đó là với một số những cổ phiếu mà nó có được cái dư địa tốt, à, VB hay là gì à, chúng ta đánh nhau về BID à, BID ngày hôm nay dự giá khá là tốt về cuối phiên cũng có những cái động thái lực cầu bắt vào anh chị thấy không một cái nến rút chân ngày hôm nay à, có cái nến rút chân ngày hôm nay thì với cái nến rút chân này cho thấy là gì à, ngày hôm nay nó có một cái lực cầu đã vào tốt ở à, đây cái được xem là một cái nến test cung à, test cung tức là sao tức là kiểm tra lại lực cung anh chị thấy là khi mà giá nó rơi về những cái vùng phía dưới này thủng cái đường em 10 quanh vùng giá tầm 48.4 à, nhưng mà gì à, không cái lượng người bán ra khá là thấp à, cái lượng người bán ra khá là thấp À, khối lượng ngày hôm nay duy trì cũng ở dưới, ở dưới cái mức em 20 ngày hôm qua cũng dưới em 20 thì mới thấy được một cái điều là ngày hôm qua thì ai là người bán ra à, chủ yếu là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi vì nếu mà tạo bán ra thì khối lượng phải rất là lớn những cái phiên mà có tạo lập tham gia thông thường nó phải như thế này nè à, những cái dòng tiền bitboy anh sao à, dòng tiền boy đổi lái thì nó mới có những cái à, những cái dòng tiền à, phiên mà khối lượng cao thế này còn nhỏ lẻ tham gia thì nó nhỏ lẻ thì thông thường nó chỉ tạo ra những cái nến mà khối lượng thấp thôi bởi vì dòng tiền cô lập mới là cái dòng tiền quyết định dòng tiền của đội lái mới là dòng tiền quyết định xem là cổ phiếu có lên được hay không à, chúng ta thường gọi đó là dòng tiền thông minh à, dòng tiền thông minh à, thì ngày hôm nay BID có một cái nến test cũng khá là tốt à, đối với như anh chị đang nắm giữ BID thì tiếp tục nắm giữ cho em với nếu mà giá duy trì được ở trên vùng giá tầm 47.9 À, nếu mà giá duy trì trên vùng giá này và chúng ta vẫn follow tiếp cho em và chúng ta có thể canh gia tăng ở vùng phía sau khi mà giá cổ phiếu này à, vượt trở lại vùng giá tầm 49, 50 ở phía trên này. À, đó là một cái vùng cung ở phía trên mà trước đó cổ phiếu chưa vượt qua được. Và cá nhân đánh giá thì biết hoàn toàn có thể chinh phục là cái đỉnh cũ nó Quanh vùng giá tầm 54 54 ở phía trên này Bởi vì nó cũng đã có một cái nền tảng rất già ở phía dưới này Và cổ phiếu này với cái nến tăng ngày hôm Cái tuần ngày hôm đầu tháng 12 á Với khối lượng rất là cao thế này ở Đây là khối lượng đến tuần Thì mới thấy được một cái điều là Cổ phiếu này đã có một cái lực gom Cũng như là cái dòng tiền thông minh tham gia vào Thì khả năng cao không thể nào tăng chỉ trong một vài tuần thế này đâu thông thường với những cái cổ phiếu bứt phá khỏi nền giá thì phải tăng đâu đó tầm là 30 à, tới 50 phần trăm em cũng nói với anh chị rồi và hiện tại thì mức tăng chỉ ở khoảng là 20 phần trăm từ nền giá thôi thì khả năng cao độ phía sa BIT vẫn còn cái dư địa tăng à, với cổ phiếu à, cái việc test là đỉnh cũ cũng là điều bình thường với cổ phiếu này hay là với à, VIP BIT thôi à, chúng ta phân tích về cổ phiếu à, công thương à, CTG à, CTG nhìn chung thì đoạn này dòng tiền tham gia vẫn khá là tốt nếu mà chúng ta nhìn về cái nến tuần rồi đi cái nến tuần rồi là một cái nến mà à, tăng điểm với khối lượng rất là cao cho thấy là việc là kết quả kinh doanh doanh nghiệp tốt đã ảnh hưởng rất là nhiều cũng như là đã tác động rất là nhiều tới cái giá cổ phiếu. Thì hiện tại CTG vẫn đang duy trì một cái nền giá khá là đẹp, khá là đẹp ở đây. Với khối lượng cũng đang bắt đầu có tín hiệu là gì? Là cạn dần, tức là giảm dần ở giai đoạn phía sau. Phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà trong phiên có những thời điểm nó giảm giá xuống, à, test lại người cung và cuối phiên lại rút chân lên. À, thì nhìn chung nếu mà CTG mà vượt lên trên lại trên 39.7 thì chị mua gia tăng được cho em à, với cổ phiếu này. À, nếu anh chị trước đó đã có vị thế ha. Và kháng cự hiện tại của CTG ở phía trên là vùng giá tầm 37. À, để chúng ta xem À, về cái đồ thị tháng. À, hiện tại là CTG nó cũng đã vượt thoát được khỏi cái vùng đỉnh thời đại phía trên rồi. Thì đối với những cổ phiếu mà đã vượt thoát khỏi đỉnh thời đại rồi thì hầu như là không còn kháng cự nữa. Và nếu mà làm nền là thế này thì hầu như là gì rất là tốt, bởi vì nó test là cái lực cung. Sau khi vượt khỏi đỉnh cũ quanh vùng giá 37.x đi, à, hiện tại là vùng giá tầm 39.x thì bắt đầu là gì? Có những cái động thái test là lực cung ở đây thì cho thấy được một cái điều là khả năng cao cổ phiếu này sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó. Bởi à, vì nó cũng không còn kháng cự ở phía trên nữa. À, không còn kháng cự ở phía trên nữa. À, tiếp theo là với cổ phiếu à, à, MBB Ừ, ngân hàng quân đội thì mời ban ngày hôm nay cũng lại tiếp tục có một phiên mà à, rút chân khá là tốt như em nói rồi mời ban cái dòng tiền chính của nó tham gia vào là cái giai đoạn thời điểm vùng ngày, ngày đầu tháng 1 đó. ngày 4 tháng 1 ngày 5 tháng 1 là những cái nến tăng và mời ban có cái dòng tiền tham gia rất tốt ở đây chị với cái lượng tiền tham gia thế này thì khả năng cao mời ban nó cũng sẽ duy trì cái đà tăng ở phía sau nó khi mà hiện tại vẫn chưa có những dấu hiệu phân phối ra à, vẫn chưa có những dấu hiệu phân phối ra trước đó mà B có một cái nến à, có một cái nền giá khá là khá là tốt ở đây anh chị nhìn thấy là trước đó vì sao mà nó tăng thực chất đó, đối với những cổ phiếu mà ngân hàng đi ha đối với những cổ phiếu khác để cái việc mà cổ phiếu đi lên được nó cần phải có những cái nền giá bởi vì nền giá chính là những cái gì à, những cái vùng mà đội lái ta lập họ gom một cái lượng hàng lại và sau đó họ tiếp tục đánh lên cũng như là cái vùng mà họ có thể test là cái lực cung họ kiểm tra cái lực cung ở đây xem là nhỏ lẻ nắm hàng nhiều hay không à, họ đánh giảm xuống những cái nến giải thế này nè họ đánh giảm xuống để nhỏ lẻ họ chốt ra sau đó họ kéo lên lại họ lại chốt lên họ kéo giá lên trở lại thì đó là cái động thái từ à, những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ để có thể là hấp thụ lại cái lực cung à, ta lập hấp tụ là cái lực cung từ nhỏ lẻ thì, 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 sau đó cổ phiếu mới đi lên được tốt hơn thì giai đoạn này thì MB cũng đang có động thái tương tự như thế khi mà cổ phiếu hiện tại cũng không còn kháng cự ở phía trên nữa anh chị thấy nếu mà chúng ta quan sát về đồ thị tuần thì hiện tại cổ phiếu đang tiến về à, vượt khỏi những cái vùng định thời đại trước đó cổ phiếu quanh vùng giá tầm 20 hay 4.7 hay 4.8 ở à, phía trên này và giá hiện tại đã vượt lên trên rồi thì bắt đầu có những cái động thái làm nền lại quanh đây cũng khá là tích cực à, khá là tích cực thì giai đoạn này là giai đoạn mà cổ phiếu đang trong một cái pha em gọi là pha thắt nghẽn tức là pha không có xu hướng À, và tắt nghẹn Thì với những cổ phiếu MBB anh chị đã có vị thế từ trước đó nè ở những vùng nền phía dưới này thì mình hoàn toàn có thể canh à, mua gia tăng khi mà giá cổ phiếu vượt lên trên lại vùng giá tầm 27.4, 27.4 phía trên này. À, với cái dòng tiền hiện tại thì em kỳ vọng MBB hoàn toàn có thể vượt lên trên được ha, à, vượt lên trên được. Hay là LBBBank ngày hôm nay, à, Thì động thái ngân hàng, một trong những cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay có cái mức tăng khá tốt ở đây là LBBBank. À, với mức tăng gần 4%, và với cái vị thế giá của nó anh chị thấy là nó khá là giống con CTG. thì sao à, CTG này, sau khi bước phá lên làm nền là được tầm 6 phi bắt đầu là gì à, cũng có những cái động thái lực cầu bắt vào thì lời cũng tương tự như thế à, phiên ngày hôm nay là phiên thứ à, phiên thứ bảy của lời ban à, thì nó cũng đã bước phá đi lên thì trước đó lời ban nó cũng đã có, có, có cái nến gì à, tín hiệu tham gia của dòng tiền vào à, tín hiệu tham gia dòng tiền khá là tốt cái nến ngày hôm đây cái nến ngày hôm 5 tháng 1 tức là đầu tháng 1 đấy thì cái nến bước phá đi lên này với kèm khối lượng cao thì thôi cao rất là nhiều so với cái đường trung bình 20 tức là gấp đôi thì cho thấy là tín hiệu dòng tiền tham gia rất là tốt thì với cái nền giá phía sau này hoàn toàn em kỳ vọng là ban có thể tiếp tục tiếp tục duy trì cái đà tăng của mình bởi vì hiện tại cái vùng kháng cự phía trên của nó là vùng kháng cự thời đại á là nó cũng đã gì à, nó cũng đã vượt qua giai đoạn trước đó rồi à, kháng cự thời đại của MB là vùng giá tầm 14 à, vùng giá tầm 14 thì nó cũng đã vượt qua được rồi thì đó là cái kỳ vọng đối với MB là lợi ban của em à, thì nhìn chung là đối với anh chị đã có hàng lợi ban thì vẫn tiếp tục nắm giữ được cho em thôi với cái động thái thì anh chị có thể canh cho em cái vùng hỗ trợ phía dưới này là vùng 13.6 là vùng hỗ trợ cứng cổ phiếu nếu mà giá cổ phiếu rời khỏi cái vùng dưới này thì anh chị mới có thể là cách lót ra còn nếu mà giữ trên thì chúng ta vẫn tiếp tục follow trend với cổ phiếu này bị động thái dòng tiền và duy trì khá là tốt ha acb acb là một cổ phiếu mà rất là nhiều anh chị quan tâm rất là nhiều anh chị quan tâm bởi vì hầu như là nếu nhiều anh chị nhỏ lẻ quan tâm thì em lại càng lo lắng cho cổ phiếu tức là nhiều anh chị mình đang nắm giữ tức là cổ phiếu này đang được một cái lượng lớn nhà đầu tư nắm giữ tuy nhiên về bản chất thì nếu mà nói điên và nói lại về nền tảng cơ bản thì rõ ràng là acb là một cổ phiếu có nền tảng cơ bản rất là tốt rất là tốt cũng như là những cái động thái về dòng tiền trước đó khi chị thấy là liên tục có những cái nến tăng với khối lượng rất là cao ở đây thì cho thấy là cũng có một cái lượng lớn à, lượng lớn tạo lập đồ lái Họ gom là một cái đường hàng ở đây khi mà nhỏ lại họ chốt ra đặc biệt ở đây đó là họ đang dùng một cái chiêu đó chính là gì à, để khiến cho chị mình nản chí hầu như là nếu mà so với những cổ phiếu ngân hàng khác thì acb giai đoạn này không phải là tăng quá mạnh à, không phải là tăng quá mạnh đâu À, nó chỉ tăng ở một cái mức độ nhất định thôi và sau đó gì à, nó cũng đã gì bị đè giảm cũng như là đi sai quay đi ngang và đối với em với những cổ phiếu mà gì à, khi mà khối lượng nó có nhiều mức gia tăng nhưng mà giá lại không tăng lên được cũng là một à, một câu chuyện chúng ta phải đặt ra tức là cổ phiếu có một cái lực cung là lực cung khá là mạnh thì như em nói giai đoạn trước đó thì với ACB thì ngày hôm nay là một cái nến tết cung rất là tốt ngày hôm nay là một cái nến tết cung rất là tốt trong phiên có những thời điểm cổ phiếu này giảm về tận vùng giá tầm 29 chấm à, chấm 2 À, cuối phiên lại đã có những cái động thái lực cầu bắt vào và đợi giá trở lên thì cái việc mà giá cổ phiếu giảm 129 2 cũng là một trong những cái cách để test lại cái lực cung à, xem xem là như anh chị nhỏ lẻ là cầm hàng tâm lý yếu ớt thì hầu như nó bán ra rồi hầu như nó bán ra rồi thì khả năng cao độ phía sau ACB sẽ tiếp tục cái đà tăng à, có thể là bước phá đi lên ở giai đoạn sau những cái nến test cung này có thể là tầm một hai phiên tới hoặc là nếu mà tiếp tục có những cái nến test cung ở phía sau này thì vẫn khá là ổn định à, với cổ phiếu này nhưng chung đối với ACB thì vẫn là một cổ phiếu mà à, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi tiếp được nhưng, à, nhưng mà nó sẽ đi được hơi lâu nếu mà so với những cổ phiếu khác như là MB như là Techcom cơm thì nó sẽ không nhảy bạc nhưng mà một khi nó đã chạy rồi một khi đã vượt lên trên được vùng giá tầm 31 rồi thì có thể đi lên rất là nhanh bởi vì bản chất hiện tại cổ phiếu nó cũng không còn kháng cự nữa không còn kháng cự phía trên nữa đó là về ACB là một một cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng đó là VIB cũng là một cổ phiếu rất là nhiều anh chị mình quan tâm rất là nhiều anh chị quan tâm thì trong với VIB thì như em nói rồi khả năng cao VIB sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó nhưng mà giai đoạn này thì cái cái vấn đề dòng tiền cổ phiếu này bắt đầu là gì thu hẹp lại tức là nó sẽ không kéo dốc ở như giai đoạn trước nữa nhưng mà cổ phiếu này vẫn là một trong những cổ phiếu mà trước đó em rất là thích cái giai đoạn ngân hàng ấy. cái ngân hàng trước đó em thích nhất là gì là VIB à, trước đó là VIB là một trong những cổ phiếu mà em rất là thích bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái sức mạnh rất là tốt à, so với à, so với thị trường hầu như là giai đoạn thị trường chỉnh thì VIP cứ đi lên thôi. À, cứ đi lên thôi mình so mình xem cái giai đoạn trước đó này khi mà index chỉnh thì hầu như là V VA... đây là anh chị ta khi mà index có những cái nhịp chỉnh á, thì VIB giữ giá rất là tốt anh chị không ở giai đoạn này nè là một cái pha chỉnh của thị trường này là VB vẫn giữ giá rất là tốt thì mới thấy được một cái điều là gì cổ phiếu này trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà tạo lập họ gom một cái lượng hàng lớn bởi vì hầu như khi thị trường chỉnh thì anh chị đều lo lắng về cổ phiếu anh chị đều lo lắng về cổ phiếu thì à, nó nó cũng có những cái động thái là gom lại cái lượng hàng ở đây anh chị bán ra thì em hấp thụ hết anh chị bán ra thì em gom lại hết ở phía dưới này với vùng giá thấp sau đó khi mà thị trường hồi phục á, thì nó là thằng hồi phục nhanh nhất tức là đó là những cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường khi hồi phục thì thị trường khi thị trường hồi phục đi lên á, thì nó sẽ là thằng tăng mạnh nhất và tăng nhanh nhất ở giai đoạn phía sau này anh cho à, bước lên rất là nhanh và sau đó làm nền trở lại ở đây để hấp thụ lại cái lực cung tiếp tục và sau đó lại kéo lên ở đoạn phía sau này à, đó là một cái động thái mà cho thấy được VIP là một cổ phiếu mà có được cái dòng tiền tạo lập tham gia rất tốt mình nhìn vào cái đồ thị tuần thì anh chị thấy được cái khối lượng này à, anh chị thấy không? nó đánh theo một con sóng tăng liên tục ở đây à, cứ liên tục gia tăng lên và khối lượng gia tăng liên tục ở đây thì mới thấy được một cái điều là à, cổ phiếu này đi theo một cái quy luật cung cầu nhất định à, và trước đó nó cũng đã có cái nền giá rất dài à, nếu mà nói đúng ra thì VIP đã có cái nền giá gom hàng rất dài từ đi dạo giữa 2018 cho tới giai đoạn là 2020. À đầu tháng 8 thì cổ phiếu bước lên được khỏi cái nền giá này. Thì đây chính là những cái điểm xác nhận để tham gia cổ phiếu khi mà à, cổ phiếu vào cái trend lớn, à, vào một cái trend lớn cổ phiếu. Thì đó với những cổ phiếu mà đến tuần để vào trend thì hầu như là gì à, đi lên rất là mạnh ở phía sau. À, thì đó là VIP. Rồi à, về dòng ngân hàng thì à nhìn chung thì cũng còn nhiều cổ phiếu khác nhưng mà đánh giá là những cổ phiếu tiêu biểu thôi à, để mình có thể có được một góc nhìn à, về những nhóm cổ phiếu này. Rồi à, mình đánh giá thêm về cổ phiếu TBB đi à, ban thì nhìn chung đoạn này thì tivi nó cũng đang tương tự những cổ phiếu ngân hàng khác tuy nhiên là em nói với anh chị là cái sức mạnh nó khá là yếu à, nếu mà so với những cổ phiếu ngân hàng khác thì giai đoạn này thì cái khối lượng duy trì ở vùng đỉnh nó hơi cao tức là hầu như là những cổ phiếu như là Techcom nè anh chị thấy không Techcom hay là MB nè khối lượng duy trì ở vùng đỉnh nó khá là thấp à, khá là thấp thì với tivi thì khối lượng duy trì ở vùng đỉnh cao và giá không vượt lên trên được cái vùng à, cái vùng cản trước á à, quanh những cái vùng giá tầm là 28.3 cho tới 28.28.7 uh, tầm vùng đỏ mà giá chưa vượt lên trên được thì, thì cũng cho thấy là có cái lực cung rất mạnh của cổ phiếu này cổ phiếu này, thật ra cổ phiếu này là một cổ phiếu trước đó em rất là thích, bởi vì mình nhìn về cái đồ thị, cái đồ thị ngày đi, anh chị thấy được cái mức gia tăng về khối lượng. thì sao? Mình nhìn được thì tuần thì càng rõ ràng hơn nữa. chị thấy là hầu như từ giai đoạn mà đầu tháng 9 á, thì bắt đầu là tb nó có một cái lượng khối lượng gia tăng rất là mạnh tham gia vào, tức là bắt đầu có sự chú ý của dòng tiền à, thông minh, và bắt đầu cũng nhận được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn. Và sau đó là gì? Những cái dịp kéo lên, trụ bỏ, sợi lại kéo lên rất mạnh ở giai đoạn phía sau này, thì tb đoạn này cũng là một trong những cổ phiếu mà mình có thể theo dõi được. À, nếu mà chị là chưa có hàng thì vẫn chưa nếu mà có hàng thì vẫn theo dõi thêm cho em cái vùng hỗ trợ phía dưới là vùng 27 à, là vùng hỗ trợ của cái đường em 20 à, còn nếu mà gì à, chưa có hàng thì chúng ta hạn chế mua ở đoạn này có thể chờ cổ phiếu quay lại trên nền à, quay lại trên nền tầm vùng giá 28 chấm ít thì mình cho mình tham gia được trở lại và nếu mà vượt lên trên lại vùng giá kháng cự phía trên là vùng giá 28.8 thì mua gia tăng với cổ phiếu này à, đó là một trong những cổ phiếu mà nhìn chung giai đoạn vừa rồi thì dòng tiền và tham gia khá là tốt tham gia khá là tốt anh chị thấy những cái nến có tín hiệu tham gia thì dòng tiền nè đó thì đó cũng là những cái động thái mà mình có thể theo dõi được với cổ phiếu này rồi đó đó ETB à TB ha rồi mình nhìn qua một số như cổ phiếu trong nhóm chứng khoán đi à, ngày hôm nay cũng khá là nhiều anh chị quan tâm rồi tên là VND đi à, VND thì có thể nói là gì anh à, chị nhìn cho em cái nến ngày hôm uh, à, 11 tháng 1 này Thật ra bản chất sẽ rất là nhiều anh chị mà nói là cái nến này là cái nến mà à, tạo lập hoặc phân phối hàng nhưng mà thực tế là trong thực tế anh chị hình dung là những cái nến phân phối á nó sẽ không bao giờ là những cái nến dạng thế này hết mà thông thường những cái nến phân phối là những cái nến dạng ở trên này và những cái đến phải ở trên vùng đỉnh này nè những cái đến mà nó bước phá đi lên mà nó tạo những cái cây mà forex á tức là những cái bước phá thất bại ấy. bởi vì bạn chất những cái việc mà khi mà họ tạo gáp ra ở đầu phiên khi mà họ kéo nhanh ở đầu phiên để làm gì để là nhỏ lẻ đưa vào mua thì khi mà nhỏ lẻ đưa vào mua như thế thì hầu như họ sẽ không có tâm lý đề phòng à, nhỏ lẻ không có tâm lý đề phòng như thế thì em sẽ bán ra một cách dễ dàng rất là nhiều tức là em sẽ bán cổ phiếu ra một cách dễ dàng à, bởi vì em bán ra mà trong tâm thế anh chị đã hưng phấn thì khi mà chị mua vào hết cái lượng cổ phiếu của em thì em bắt đầu xả xuống em bắt đầu phân phối ra em bắt đầu xả xuống là em có những cái dấu hiệu là đè giá một cổ phiếu sẽ có bốn giai đoạn là tích lũy tẩy giá phân phối và đè giá cái việc đè giá và việc phân phối sẽ khác nhau phân phối thì họ sẽ giữ giá ở vùng phía trên ở một cái vùng phía trên bởi vì bản chất là gì phân phối thì họ sẽ muốn bán với giá cao thì họ tức là tích lũy thì họ cũng sẽ giữ giá đi ngang bởi vì sao bởi vì họ sẽ mua được với cái giá trung bình nó ổn định và sau đó là họ kéo lên trên à thì họ cũng phải phân phối thì phân phối họ cũng sẽ không để giá cổ phiếu quá giảm đâu họ cũng sẽ giữ giá đi ngang để họ có thể gì à, bán ra một cái lượng hàng lớn hơn với giá cao hơn thì đó cũng là một cái động thái mà cổ phiếu cho thấy tín hiệu phân phối còn cái nến này thật ra nó là một cái nến nơi... với cái lực bán rất mạnh và với khối lượng rất là cao thế này thì thật ra có một vấn đề ở đây là chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu mà VND giảm thế này á nếu VND giảm thế này nè thì ai là người bán và ai là người mua hầu như đa phần ở đây người bán sẽ là những nhà đầu tư cá nhân giai đoạn trước đó có lại à, giai đoạn đó, đó có lại rất là nhiều là FBY VID kéo từ 15.x hiện tại là vùng 29.x có thể là ít tài khoản. Thì ra này hầu như là những nhà đầu tư cá nhân họ tham gia vào. Thì đó cũng là một trong những cái mà mình có thể để ý được à, với cổ phiếu này. Và đối với em VND hiện tại thì những cái nhịp bức phá lên trên vùng giá tầm là 31.4 và 31 5 ở đây chính là điểm mua gia tăng. À, đối với những đang có hàng, à, đối với chị để có hàng. À, liên tục là VND chạm về những cái đường MA20 và cho thấy là cái lực cầu đã vào thì thôi. À, có cái lực cầu đã vào ở đây thì đây cũng là một trong những cái vùng mà hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu. À, thì mình cũng theo dõi thêm thôi. Cây nến ngày hôm nay đi tục là những cây nến Tết cung này à, phiên ngày hôm nay là phiên nó break lên với khối lượng khá là đạt ha tầm tám phẩy triệu cổ thì cũng cho thấy một cái lượng là gì à, một cái lượng dòng tiền tham gia rất là nhiều vào cổ phiếu à, thì nếu mà tiếp tục duy trì cái đà tăng ngày mai mà nếu VND đi vượt lên trên vùng giá tầm ba 4 một á mình nếu mà không mở gap quá cao á thì khả năng cao VND sẽ tiếp tục bước phá lên trên những cái những cái vùng giá cao hơn nữa bởi vì hiện tại hầu như nó không còn kháng cự rồi à, không còn kháng cự nữa rồi à, đó là cái điểm mà à, VND đánh giá rất là cao đánh giá rất là cao ha Uh, SI là cổ phiếu một trong những cổ phiếu đầu ngành, một uh, trong những cổ phiếu mà có top một thị phần ở HOSE. Thì có thể nói là phiên ngày hôm nay SI có phiên bước phá đi lên với khối lượng rất là cao. Uh, một cái lượng lớn nhà đầu tư tham gia ở đây. Uh, thì có cái đặc điểm là ngày hôm nay đóng cửa thì không cao như phiên thì cũng như thấy một cái điều là cũng có một cáp lực bán nhất định thôi. Bởi vì nếu mà với một cái lượng tiền thế này á, một cái lượng tiền lên tới là 22 triệu cổ, tức là gấp đôi trung bình 20 phiên đi. Thì nếu mà không đóng trần ha, thì nó cho thấy một cái điều là ở phía trên cũng có một cái lực bán rất mạnh. Uh, cũng có một cái lực bán rất mạnh. Và những cái đó thế này nó thông thường nó sẽ có thể tạo ra những cái vùng gọi là những cái vùng quá mua thì mình cũng lưu ý cho em ha nhưng mà tuy nhiên đối với SA hiện tại thì với cái dòng chứng ấy, thì nó vẫn có những cái động lực tăng giá chính đó chính là cái kết quả kinh doanh ở trong quý 4 thì khả năng cao nếu mà tích cực ở đây thì SA vẫn có thể tiếp tục duy trì cái đà tăng của mình bởi vì theo cả nhà em đánh giá thì đây vẫn là một cổ phiếu mà kết quả kinh doanh cũng sẽ rất là tích cực à, bởi vì SA là cổ phiếu trong nhóm đầu ngành và cái dòng chứng khoán như đoạn vừa rồi thì hầu như là dư địa tăng rất là mạnh rồi à, về cả dòng tiền về cả những yếu tố về margin anh chị thấy lãi lãi suất margin mà duy trì đi thì anh chỉ thấy được cái lượng mà trên thị trường nó căng cứng thế này thì hầu như các công ty chứng khoán được hưởng một cái mức lãi rất lớn, các mức lợi nhuận rất là lớn và đó là một trong những cái động thái mà chúng ta có thể lưu ý với nhóm chứng khoán và với những cái nhóm mà được hưởng lợi lâu dài thế này thì khả năng cao sẽ còn tăng cao hơn nữa rất nhiều trên nhưng mà trong năm 2021 là một trong những năm mà có câu chuyện rất là dài đó chính là câu chuyện ngân hạn cũng như là cái việc mà các cái nền kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại về một số cái nhóm ngành thì chứng khoán cũng được kỳ vọng sẽ hồi phục đặc biệt là về cái vấn đề là dòng tiền đổ vào thị trường nhiều hơn thì nếu mà dòng tiền đổ vào thị trường nhiều hơn như thế thì các công ty chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi phần nào, à, cũng sẽ được hưởng lợi phần nào. À, thì đó là một trong những cái động thái cho thấy các công ty chứng khoán nó sẽ có những cái dư địa tăng ở phía sau rất là nhiều và hầu như hiện tại mình chưa đánh giá được chính xác là cái giá bao nhiêu. À, với nếu mà định giá cổ phiếu bởi vì thị trường chứng khoán là thị trường có sự kỳ vọng và họ kỳ vọng vào năm 2021 các cổ phiếu này sẽ tăng trưởng. À, thì họ tiếp tục mua vào và họ đẩy giá lên thôi. chứng à, khoán thì có uh, HCM, HCM nhìn chung là ngày hôm nay cũng tăng giá khá tốt. À, ngày hôm nay cũng tăng giá khá là tốt thì trước đó khi mà HCM vượt qua được khỏi một cái cái vùng nền trước đó với khối lượng cao đây là cái nến ngày hôm 18 uh, tháng 12 là cái nến xác nhận rồi với khối lượng tới 22 triệu cổ tức là gấp 5 lần trung bình 20 phiên thì HCM giai đoạn đó em cũng nói là vào trend rồi em cũng nói là vào trend rồi mà thì mình có thể tự tin mua vào à, với cổ phiếu này nhưng chung đối với những cổ phiếu mà đã vào trend vậy thế này thì mình có thể nắm giữ à, có thể nắm giữ một khoảng thời gian à, theo cái tái gạch của mình và nó có những cái quy tắc để mình nắm giữ nó có những cái quy tắc nhìn chung là đối với em thì hcm đoạn ngày hôm nay cũng tương tự với nd hay là si thôi tức là vẫn có một cái lực bán anh chị vẫn có một cái lực bán ở phía trên thì nó mới tạo được những cái đuôi nến ở phía trên này tức là nó chưa thể đóng cửa cao nhất ngày mặc dù trong phi có những thời điểm nó chạm tím trong phi có những thời điểm đóng cửa trần nhưng mà cuối phiên cũng bị chốt người trở lại nhưng mà với khối lượng tăng điểm ngày hôm nay thì cho thấy là gì cổ phiếu này cũng đã vượt thoát được khỏi vùng kháng cự ở trong cái nền giá của nó là vùng giá tầm ba mươi thì kỳ vọng gây là có thể tiếp tục à, duy trì cái là tăng phía sau có thể là giai đoạn tiếp theo nó có thể có những cái phiên chuẩn giá lại À, có thể là có những phiên dựng giá lại tầm hai ba phiên để test lại cái lực cung T3 tiếp tục và sau đó là kéo lên phía sau ở đó với những cổ phiếu giả thế này à, VCI ngày hôm nay cũng dự giá khá là tốt nhưng chung thì với khối lượng cao thế này nhưng VCI ngày hôm nay không tăng thì cũng thấy là cổ phiếu này khá là yếu à, so với nhóm ha à, yếu so với nhóm ngành nhưng mà VCI thì điểm mua điểm hỗ trợ phía dưới là vùng giá tầm là năm bảy năm chị lưu ý cho em à, nếu chị có hàng thì nếu mà giá dự trên được năm bảy năm thì vẫn tiếp tục nắm giữ cho em ha còn nếu mà gì giá bứt phá khỏi vùng ở phía trên này ở bên trên là vùng giá tầm 64.4 á thì có thể mua gia tăng với cổ phiếu này. À, SHS cũng là một cổ phiếu mà được đánh giá khá là cao. SS ngày hôm nay có một cái điểm mua bốc kết bài này. đây là điểm bốc kết bài tức là sau một cái giai đoạn nền giá và giá neo quanh được cái đường em 10 và tiếp tục bước phải đi lên à, với khối lượng cao ngày hôm nay SS nó đóng trần. Thì đối với em những cổ phiếu mà dạng thế này như SS thì ngày hôm trước em có khuyến nghị rồi. Ngày hôm trước hầu như là trong cái đơn khách hàng của em thì có nhiều anh chị hỏi em là khi mà dòng chứng tăng mạnh thế rồi thì mình đánh những cổ phiếu nào thì bản chất là đợt đó thì VND này hay là SI hay là HCM tăng rất là tốt thì mình mới chú ý vào các cổ phiếu khác như là STS nè gì đâu hay là Ss nè ngày hôm nay đều tăng trần bởi vì sao bởi vì những cổ phiếu này giai đoạn trước đó nó tăng chưa quá mạnh và cái dư địa tăng của những chứng khoán thì vẫn còn thì dòng tiền nó sẽ tìm đến những cổ phiếu chứng khoán đó cơ bản là như thế dòng tiền nó sẽ tìm đến những nhóm ngành được hưởng lợi và nếu mà cổ phiếu nào trong nhóm nó chưa tăng mạnh thì khả năng cao cũng sẽ được đẩy lên tăng mạnh luôn thôi, chứng khoán bảo việt ngày hôm nay cũng tăng rất là mạnh nè thì chung là CTS Công Thương ngày hôm nay cũng tăng trần thì đó là những cái động thái cho thấy được là khi một cổ phiếu trong cái nhóm ngành nó đi lên tức là cái nhóm ngành nó tốt á nhóm ngành đó là những nhóm ngành mà gì à, dẫn dắt thị trường á thì hầu ừ. như tất cả những cổ phiếu trong cái nhóm đó đều từ tăng ở điểm rất là mạnh ở à, giai đoạn này à, thì đó với Visa như thế là Visa nhìn chung thì anh chị lưu ý cho em anh chị lưu ý cho em hai cái móc bên bên trên thì bên dưới cổ phiếu ha để mình có thể có những quyết định à, trong đầu tư à. À, về đó là về chứng khoán à, đó là một số những cổ phiếu à, nhìn chung đi À, nhìn chung đó cũng là một à, đó là những cổ phiếu tiêu biểu mà có thể lưu ý cho em ha. À, rất là nhiều cổ phiếu khác ở trong những chứng khoán có gì à, chúng ta có FTS, CTS, MBS, MBS cũng là một cổ phiếu ngày hôm nay tăng rất là tốt nè, với khối lượng rất là cao, à, với khối lượng lên là, là 3,2 triệu cổ cũng là gấp đôi trung bình của 20 phiên, <laughs> gấp đôi trung bình 20 phiên với mức tăng trần thì mới thấy được là giai đoạn này thì những cổ phiếu chứng khoán mà đặc biệt là vốn hóa nhỏ đi à, như là MBS, như là CTS hay là như là gì FTS đều là tăng trần. À, trong khi một số những cổ phiếu nhóm khác như là những nhóm VED, SAI, HCM thì đã bị chốt lời mạnh. À, đơn giản là bởi vì nhóm đó nhóm cổ phiếu kia nó mang tính thị trường nhiều hơn nên cái lượng nhà đầu tư nó chốt lời cũng sẽ nhiều hơn. À, Bây giờ đoạn rồi, rồi thì rất là nhiều anh chị mình tham gia những cổ phiếu đó do cái nền tảng cơ bản nó tốt và cũng như ổn định à, thì người ta tham gia nhiều hơn, và công vốn hóa lớn hơn. À, nhưng mà gì à, cái lượng chốt lời ở giai đoạn này sẽ nhiều hơn nên cái cổ phiếu này nó sẽ nhẹ hơn, Những cổ phiếu cap nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, à, mày tức chắc là nhạy giá hơn. nhưng chị thấy là gas đi, anh chị sẽ là gas nè chỉ là BVD, BVS đi ra thì xét về một cái nhóm ngành thì nó vẫn được hưởng lợi chung thôi. Nhưng mà nếu mà xét về BVD, BVS thì nó nhảy giá hơn nó nhảy giá hơn nên cái việc mà giá gas nhìn chung là vẫn tăng Nhưng mà sẽ không tăng mạnh mà à, cổ phiếu dầu khí à, Như là BVD và BBS khác nó dễ, nó dễ dàng, nó dễ dàng đẩy giá hơn rất là nhiều ở à, thì đó là về dòng chứng khoán một số những cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí thì hiện tại cũng đã có những động thái quay trở lại khi mà BVD ngày hôm nay cũng đã có mức tăng nhẹ à, mức tăng nhẹ với khối lượng cũng khá là thấp nhìn chung thì đối với em nhóm cổ phiếu này vẫn là một trong những nhóm mà tương lai khả năng dư địa vẫn còn như à, là tăng vẫn còn Đây là BVD BVD ngày hôm nay cũng có mức tăng là hơn phần nhìn chung thì BVD cái hỗ trợ phía dưới nha em trước em có vẽ với anh chị là vùng hỗ trợ vùng giá tầm 20.5 á nếu mà giá BVD giữ trên 20.5 chị thì nắm tiếp cho em ha anh chị nắm tiếp được cho em với cổ phiếu này hay là có à, về nhóm dầu khí thì có OIL nhìn chung là ngày hôm nay cũng có cái lực cầu đã vào tốt chị nhìn cho em những cái nến ở phía dưới này là, thì cũng có những anh à, chúng ta thấy được là một cái điều là khối lượng ở đây duy trì ở mức khá là thấp à, khối lượng duy trì ở mức khá là thấp và đang có tín hiệu là giảm dần ở à, trước đó thì cổ phiếu này nó cũng đã có những cái điểm mua bó két đây đây à, cây cái nến ngày hôm 21 tháng 12 đây à, thì cho thấy là ở phía sau này khả năng cao cổ phiếu sẽ tiếp tục à, duy trì cái đà tăng của nó à, nhưng mà nhìn chung thì nó đang trong một kênh tăng thì trong kênh tăng thì sẽ có những nhịp chỉnh thì mình chờ xem là đoạn này như thế nào nếu mà ngày mai giá quay lại vùng trên này vùng giá tầm 12 13 phía trên đó thì cổ phiếu sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó và vượt lên trên lại vùng kháng cự tầm 13.2 thì một gia tăng được ha à, với cổ phiếu này. Bởi vì nó còn cái kháng cự phía trên này là vùng giá tầm là 13.5, à, nó còn một cái kháng cự 13.5 ở phía trên này. À, đó là về cái dầu khí, Nhân chung thì đưa một số cổ phiếu thôi. Gas giai động trước đó đã bước phá khỏi nền giá rồi chị đâu. À, có cái nền giá dài đây, à, bước phá khỏi những cái nền này trong cái giai đoạn mà tầm đầu tháng cuối tháng một á, thì sau khi bước lên như thế thì nó hình thành một kênh tăng, à, nó hình thành một cái trend tăng đi lên thì hiện tại duy trì dòng tiền khá là tốt à, với cổ phiếu này thì kỳ vọng của em là có thể chinh phục ở những cái mốc đỉnh ở phía trên này vùng giá tầm là 103 103 105 ở phía trên này à, khi mà cổ phiếu đang cho những tín hiệu dòng tiền khá là tốt à, với cổ phiếu ha rồi à, đó là về à, hay là BLS này. cũng là một cổ phiếu được rất là nhiều anh chị quan tâm thì hiện tại BLX đang chịu một cấp là điều chỉnh nhất định Nhờ à, nhưng mà bản chất thì BLX sẽ không ảnh hưởng bởi nhiều và giá dầu ha vì nó là doanh nghiệp phụ trợ tức là đây là một doanh nghiệp mà nó mua đi bán lại thôi nó mày tính phụ trợ nhiều hơn là một doanh nghiệp sản xuất thì nó sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào giá dầu nên mà giá dầu tăng hay giá dầu giảm thì cái nhóm như BVS nó cũng sẽ không BLX nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu à, BSR cũng là một cổ phiếu mà rất là nhiều anh chị quan tâm nè ở giai đoạn vừa rồi thì BSR đã hình thành kênh tăng rất là tốt và hầu như anh chị thấy được một cái điều là ngày hôm nay thì trường điều chỉnh nhưng mà BSR vẫn giữ giá rất là rất là tốt tức là trong phiên có những thời điểm nó giảm đi nó giảm về tận vùng giá tháng 12 2 à, nhưng mà cuối phiên nó cũng đã có những cái động thái hả à, à, cũng đã có những cái động thái giá kéo lên trở lại thì mới thấy được một cái điều là ở giai đoạn này BSR vẫn đang có những lực cầu rất tốt nhưng mà mình nhìn về cái cái nến tuần đi, thứ nhất là cổ phiếu này đã vừa thoát được khỏi cái mô hình tích lũy dài trước đó nè. tích lũy từ giai đoạn là đâu đó tầm tháng 5 2020 mươi à, cho tới là giai đoạn tầm đâu đó là tầm tháng 12 2020 thì sau đó bắt đầu bước phá đi lên. Thì bước phá đi lên cũng có những tín hiệu là à, là cái lực cầu tham gia rất là mạnh. Anh chị nhìn cho em là khối lượng tuần anh chị thôi, à, liên tục gia tăng ở những độ gần đây. À, thì cho thấy được là một cái lượng nhà đầu tư lớn tham gia, một cái dòng tiền thông minh tham gia vào rất là nhiều à, với cổ phiếu này. À, thì khả năng cao độ phía sau cổ phiếu hoàn toàn có thể chinh phục được À, những cái mốc định cũ phía trên này là vùng giá tầm 14.3, và 4, 4 ở phía trên ha. ở à, thì đó là về một số những cái nhóm nhà là bất động sản thì nhìn chung chúng ta đánh giá qua về ở này ở đất xanh là một cổ phiếu ngày hôm nay tăng giá khá là tốt nhìn chung nói với đất xanh thì hiện tại đang chạm những cái vùng kháng cự của nó thôi đang trong cái vùng kháng cự là vùng giá tầm là ở đây là ngày hôm trước là vùng giá tầm là 17.8 thì nó cũng đã vượt lên trên rồi mà phiên ngày hôm nay đóng cửa khá là tốt nhìn chung thì nếu mà xét về cái cổ phiếu mà bất động sản thì ngày hôm nay đất xanh là một cổ phiếu khá là mạnh khi mà thị trường nó điều chỉnh giảm nhưng mà cổ phiếu này vẫn giữ giá xanh À, và tăng đó tầm là hơn 3%, gần 4%. Thì mới thấy được một cái điều là ngày hôm nay dùng thì tham gia vào cổ phiếu cũng rất là tốt. À, thì đối với em kỳ vọng vào đất xanh vẫn là một cổ phiếu mà nó mang tính chiến lược ở trong năm, 2020. Đặc biệt là khi mà cổ phiếu này nó được cấp margin trở lại á, thì khả năng cao dòng tiền sẽ hút vào rất là tốt. Nó anh chị để nó giống con GVR. GVR đợt trước khi mà cổ phiếu được cấp margin á, thì đi lên rất là mạnh. À, đi lên rất là mạnh. Thì tương tự đất xanh thì cũng là một cổ phiếu em kỳ vọng ha. Em kỳ vọng như thế. Gần đây thì một số những cổ phiếu trong nhóm uh, Vinhome, bất động sản này, Vinhome thì đã bắt đầu có những sự điều chỉnh trở lại nhưng mà đối với Vinhome thì kỳ vọng của em vẫn là còn cái đà tăng bởi vì bản chất là nếu mà nó vượt lên trên được cái vùng 100 rồi 103 rồi thì cái việc rơi test lại đây cũng là điều bình thường rơi à, test lại đây thôi nhưng chung thì nó test lại thứ nhất là bị phụ thuộc bởi thị trường chung bị à, bởi thị trường chung và cái thứ hai nữa là gì à, để rũ bỏ như anh chị đã mua ở giai đoạn phía dưới này và trước đó nó cũng có một cái nền giá rất là dài ở đây nó cũng đã bước phá đi lên khá là tốt ở à, thì đoạn này em hoàn toàn kỳ vọng là có thể là Vinhome sẽ làm một cái nền ngắn lại nó làm một cái nền ngắn lại quanh vùng giá thằng 100 ở quanh vùng 100 này có thể canh cạnh mua anh cái vùng nền này đối với cổ phiếu này luôn vì đấy với thì nhìn chung là à, kỳ vọng của em trong năm 2021 với cổ phiếu khá là tốt thứ nhất là về những cái yếu tố về bất động sản đi bất động sản cho thuê bất động sản nhỏ thì Vinhome là một cổ phiếu à, có cái à, doanh nghiệp có cái nền tảng tốt ở cái đó rất là nhiều dự án nó còn cái triển vọng cái thứ hai thứ hai nữa là Vinhome nó cũng đã bắt đầu có những cái động thái chuyển xe cái nhóm khu công nghiệp mà khu công nghiệp là một trong những cái nhóm ngành mà nó có được hưởng lợi rất là tốt ở trong cái giai đoạn sắp tới đặc biệt là trong năm 2021 khi mà nó có những cái sự chuyển dịch nhưng thấy là KBC BC giờ đoạn rồi đi, SSC giờ đoạn rồi đi. À, cổ phiếu này cũng vượt đỉnh hết rồi. À, đã có những cái nhịp tăng rất là tốt. À, từ khi mà em nói là chúng ta chú ý bất động sản khu nghiệp thì rõ ràng từ đây tới đó là SSC đã tăng rất là mạnh rồi. À, những nến tăng thế này nè, những cái phiên mà SSC tăng trần liên tục thế này hay là SSL giai đoạn trước đó nó cũng tăng khá là tốt. Tuy nhiên SSC nó nhạy hơn. À, SSC nó nhạy hơn. À, thì đó cũng là một trong những cái mà thầy lưu ý cho em. Ở trong cái nhóm bất động sản thì có Vinhome à, cũng khá là ổn định ha. À, D2D, à, D2D nhìn chung ngày hôm nay có một lực cầu bắt vào khá là tốt. Anh à, chị thấy không? ở trong phiên giảm tận là gì à, giảm về tận vùng giá tầm 63 à, giảm về 63 thì anh chị nghĩ là ai, ai là người bán ra ở đây ở đây anh là người bán ra chủ yếu là nhỏ lẻ thôi à, nhỏ lẻ là người bán ra thôi và khả năng cao DD sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó bởi vì trước đó nó cũng đã có một cái nến tăng à, với khối lượng rất là cao ở đây cho thấy tín hiệu là dòng tiền đã tham gia vào rồi thì cái việc mà cổ phiếu bước phá đi lên nó chỉ là vấn đề thời gian thôi à, khi mà nó vẫn chưa có những tín hiệu phân phối phía sau và kỳ vọng của em là phiên ngày hôm nay là một phiên hấp thụ được lực cung khá tốt khi mà đầu phiên bị đè giá khá là mạnh À, đề giá khá là mạnh thì cái việc mà bị đề giá mạnh như thế mà tạo một cái nến rút chân thế này này thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng là à, ở phía dưới này để hai có một cái lực cầu đỡ thì cái tăng cao động phía sau cổ phiếu này sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó hay là cổ phiếu khác à, CTD này à, CTD thì nhìn chung là cô thấy con thì đang trong cái à, cái quá trình mà nó vượt thoát lên trên khỏi cái nền tích lũy trước đó của nó à, nên mình nếu mà nhìn về cái đồ thị mà à, đồ thị tuần đây chị thấy với những cổ phiếu mà đã vượt thoát được khỏi nền tích lũy cái đồ thị tuần thì cái việc đi lên sẽ rất là mạnh mẽ à, sẽ rất là mạnh mẽ nhưng đó với anh chị rồi cái việc mình đồ thị tuần á, là nó hình thành một cái giai đoạn tích lũy trong thời gian tầm tháng 6 cho tới tháng 12 hai à, thậm chí là tháng 1 nó cũng phải đóng mất tầm là 6 tháng 7 tháng thì với một cái nền thức lũy dài tầm 6 tháng 7 tháng thì cái dư địa cái lượng hàng mà nó gom được ở đây rất là lớn rất là lớn thì đó cũng là một cái kỳ vọng vì sao mà CTD vẫn là một cổ phiếu mình có thể theo dõi được thêm ở giai đoạn này và nếu mà phiên ngày mai là phiên T3 hàng về CTD giữ giá tốt ở vùng biên phía trên vùng giá tầm là 84 giữ giá tốt quanh 84 thì khả năng cao CTD sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó ở phía sau này nhưng trước từ đây vẫn là một cổ phiếu nhóm bất động sản mà mình đánh giá khá là cao, à, đánh giá khá là cao. Ờ, một số những cổ phiếu khác à, mà chúng ta có thể lưu ý thêm cũng như là được khá là nhiều anh chị quan tâm à, trong những phiên gần đây là tôi là SBT, SBT là ngay là phiên T3 hàng về cổ phiếu bước phá đi lên ngày hôm à, 1 tháng 11, à, ngày 11, 11 tháng 1 này chị không? mà ngày hôm nay dự giá khá là tốt này, à, có cái đường đến phía dưới này chị không? Có cái lực cầu đã vào, mặc dù là phiên T3 hàng về nhưng cho thấy là hầu như đó, cái người chốt ra phiên ngày hôm nay là nhỏ lẻ thôi đầu phiên em giảm điện sau đó em kéo lên đầu phiên em giảm điện là gì rồi à, đầu phiên giảm điểm để nhỏ lẻ hồi chốt ra rồi chốt ra xong rồi thì em bắt đầu kéo lên trở lại là gì thôi rồi à, bắt đầu thành một cái nến đây thì khả năng cao giai động phía sau này nếu mà vượt lên trên là một giá tầm 23.2 thì SBT sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó thôi à, tiếp tục cái đà tăng của nó đây là có à, VHC là một cổ phiếu mà khá nhiều anh chị quan tâm thì VHC kỳ vọng các em khả năng hoàn toàn có thể là cổ phiếu sẽ hình thành một kênh tăng mới hình thành một kênh tăng mới rồi tức là sau một giai đoạn mà giảm rất mạnh ở đây à, bị đè giảm rất là mạnh ở đây với khối lượng chuyển rất là cao thì em hình à, có thể là gì ở đây chúng ta nhìn thấy được một cái lượng khối lượng lớn ở đây à, đã cho thấy là có thể là một cái vùng gom hàng à, đây là một cái vùng gom hàng rất là lớn ở à, trên hình dung là nếu mà tạo lập họ muốn bán á, thì họ sẽ bán ở trên này họ à, sẽ không bán dưới này đâu à, nếu mà họ muốn bán rồi nên mà nếu họ bán ở những cái vùng ở phía dưới này cũng như là họ mua họ bán anh chị có khối lượng giảm liên tục nè nhưng mà chúng ta nhìn về đồ thị tuần á thì có cái đặc điểm là luôn có những cái nến rút chân à luôn có những cái nến rút chân thì cái vấn đề ở đây những cái nến rút chân ở đây là sao là những cái lực cầu đỡ phía dưới thì ai có thể tạo ra những cái nến này, ai có thể tạo ra những cái nến khối lượng cao thế này, Thì chỉ có thể là những cái đội lái thôi, họ đè giá họ gơm ở phía dưới thôi, thì đó là lý do vì sao mà gì à, VSC này khả năng cao đã có những dấu hiệu tạo đáy rồi, à, tạo đáy rồi, thì cái việc mà cổ phiếu tạo đáy xong rồi nó có thể có những nhịp test lại, à, test lại cái nền của nó, test lại cái vùng nền trước đó thì quanh vùng giá tầm là à, 42.3 nếu mà giá cổ phiếu giữ được trên 42.3 thì em nghĩ là vẫn khá là ổn, à, vẫn khá là ổn, à, thì giai đoạn sau có thể là có những cái nhịp bật lên ở đây, à, có những nhịp bật lên ở đây, nhưng mà kỳ vọng của mình đối với cổ phiếu này vẫn khá là tốt khá là tốt khi mà cái nhóm thủy sản cũng đang bắt đầu cho thấy những cái động thái là là hồi phục trở lại mặc dù là trước đó nó bị ảnh hưởng bởi cái thông tin là bị thao túng tiền tệ à, thì cái nhóm này có khả năng bị đánh thuế lên từ Mỹ nhưng mà theo một số những cái chuyên gia cũng như là một số những cái báo chí thì nhìn chung là cái khả năng mà Việt Nam bị đánh thuế khá là thấp cũng như là việc mà chính phủ Việt Nam cũng ngay lập tức có những cái động thái mà chúng ta mua rồng lại à, mua rồng lại từ Mỹ tức là mua rồng chúng ta thẳng dư thương mại chúng ta từ Mỹ bắt đầu giảm xuống à, thì đó là một trong những cái mà trong cái tháng 12 vừa rồi đấy à, Việt Nam cũng đã chủ động à, chủ động mua rồng À, từ cái thương mại của Mỹ thì, thì đó cũng là một trong những cái yếu tố cho thấy là Việt Nam chúng ta cũng đang bắt đầu có những cái động thái là à, là giải quyết cái vấn đề này à, tránh cái trường hợp mà một số cái mặt hàng của chúng ta đặc biệt là về thủy sản đi à, bị đánh thuế cao à, thì hiện tại thì vẫn chưa nên kỳ vọng của em nếu mà không bị đánh thuế thì rõ ràng là à, là với những cái hiệp định như EVFTA với những cái hiệp định như là UKVFTA hay là những cái hiệp định như là CPTPP à, những hiệp định nó hoàn toàn là những hiệp định có thể giúp cho cái nhóm mà xuất khẩu đặc biệt là nhóm thủy sản như dịch may à, duy trì cái là tăng tốt của nó ở trong giai đoạn vừa rồi thì ngoài nhóm thủy sản thì nhóm dịch may cũng tăng rất là tốt nè. anh chị thấy VGT hay là có GIL hay là có gì hay là có TCM đều là những cái cổ phiếu mà duy trì cái đà tăng rất tốt như TCM chị thấy đi từ vùng giá 25 và hiện tại là vùng giá 60 rồi thậm chí là giai đoạn trước đó có giá 20 nữa tức là gấp 3 lần rồi, x2, x3 lần rồi. thì với một cổ phiếu mà dịch may thì đây là một một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất ở giai đoạn trước đó, ở giai đoạn trước đó hay là CMX nè thì CMX cũng nó bắt đầu gì nó bắt đầu vượt thoát khỏi những cái nền tích lũy dài chị không? bắt đầu vượt thoát khỏi những nền lịch dài với khối lượng cao ở đây thì khả năng cao độ sau sao cổ phiếu có thể là gì hình thành những cái kênh tăng trung hạn của nó và nó tiến về những vùng kháng cự phía trên đầu tiên là vùng giá tầm 21.21 .21 ở đây à, tiếp đó là gì có thể là những vùng cao hơn nữa là vùng giá phía trên này vùng giá tầm 26.2 với cổ phiếu này hay là guess guess là một cổ phiếu mà khá là nhiều anh chị quan tâm này nếu mà chúng ta để ý guess thì đây là một cổ phiếu mà đã hình thành những mô hình cốc tay cầm à, trước đó là một xu hướng tăng là hơn 30% xu à, hướng tăng hơn 30% và sau đó gì hình thành một cái vùng cốc trụng xuống để rũ bỏ cái lượng lớn nha là tôi nhỏ lẻ đây sau đó lại kéo lên và nó có như tín hiệu dòng tiền tham gia vào động phía sau này nhưng chung thì đó với thì nó hình thành một cái cái, cái tay cầm là gì đó đây à, là cái tay cầm ở đây thì với những cổ phiếu mà giảm thế này á thì mình có thể lưu ý cho em là nếu mà cổ phiếu bật trở lại à, giá cổ phiếu bật tăng trở lại thì khả năng cao cổ phiếu nó sẽ hình thành một kênh tăng à, rất là mạnh ở phía sau à, với khoảng là đâu đó tầm là 50 tới 100% chẳng hạn với những cái mô hình thế này à, khi mà nó có cái lượng lớn hàng hàng gom là thế này à, giai đoạn gần đây thì cũng bắt đầu cho thấy là gas có tín hiệu gia tăng về thanh khoản thì mình lưu ý được cho em với cổ phiếu này ha nếu mà chỉ có hàng rồi thì lưu ý cho em là nếu mà chờ điểm vượt lại vùng giá tầm 25 mua gia tăng à, với cổ phiếu này ở trên này vùng giá tầm 25 có thể mua gia tăng được và nếu mà vượt tiếp tục vùng giá tầm 26.3 là thì mua gia tăng tiếp tục cho em à, thì khả năng cao cổ phiếu sẽ vào trên khá là mạnh à, là NT2 cũng là một cổ phiếu mà khá là nhiều chị quan tâm là 2 hay cho mình chỉ để ý cho em á những cái nhịp giảm điểm của nó thì khối lượng di chuyển mức rất là thấp à, khối lượng di chuyển mức rất là thấp và những nhịp tăng điểm thì khối lượng này có những tín hiệu tham gia rất là nhiều à, khối lượng rất là cao nhìn chúng ta về cái nhóm mà dòng điện á, thì giai đoạn vừa rồi cũng được quan tâm nhiều. Nhưng mà giai đoạn này thì nó có một tin tức là gì? À, nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cái việc mà cắt giảm sản lượng của một số khu vực khi mà cái lượng điện nó nó dư thừa. À, nhìn chung mà đối với em thì thứ hai vẫn là một cổ phiếu mà dòng tiền duy trì tốt. À, thì mình đưa ý cho em là nếu mà giá anh chị đã có hàng á, thì đưa ý cho em là cái mức hỗ trợ phía dưới của nó là vùng giá tầm 24.7. À, nếu mà giá cổ phiếu duy trì được trên 24.7 thì em đánh giá vẫn khá ổn. À, vẫn khá ổn với cổ phiếu này. Mà có thể chờ cổ phiếu quay trở lại trên nền à, vùng giá tầm là đó là đó là vùng giá 26.2 à, để mua ra lại à, mua gia tăng với cổ phiếu này à, nếu mà chúng ta kẻ ra à, thì cổ như trước đó nó cũng có một cái mô hình khá là tốt ở đây là mô hình có tay cầm bị nó có được những cái nhịp rũ bỏ anh chị thấy chúng ta nói à, chúng ta lại vẽ lại ở đây nè đây à, chúng ta nhìn à, tổng quan ra ha thì trước đó nó cũng có cái mô hình có tay cầm rất là tốt ở đây à, ở giai đoạn phía sau này thì nó có những cái tay cầm rồi à, để rũ bỏ lại chị thôi à, những nhịp rũ bỏ phía sau thì đó với những cái mô hình dạng thế này á nó có những những cái nhịp rũ bỏ thế này và anh chị thấy là ở trong cái bụng cốc á, cái thần thân khóc thì khối lượng thấp à, và cái phần cốc tay cầm á, thì khối lượng gì cái phần tay cầm trũng xuống này thì khối lượng cũng thấp thì mới thấy được một cái điều là cổ phiếu này nó à, có được cái động thái rũ bỏ à, bởi vì khi bán xuống đây nè khi mà giảm xuống đây nè thì ai là người bán ra thì chủ yếu là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi họ bán ra và em gom lại thì khối lượng duy trì ở mức ổn định tức là khá là thấp à, những cái nhịp bước phá đi lên là những cái gì mà em đánh thốc lên à, để là gì à, thứ nhất là về cái động thái là để gom được cái lượng hàng lớn cũng như xác nhận là trên tăng ở cổ phiếu và cái thứ hai nữa là em tiếp tục rủ bỏ ở phía sau này để cho các anh chị mua đuổi nè như anh chị mua ở những cái vùng này nè họ chốt lời ra và bán ra hết em rủ rất là mạnh xuống rủ về tận vùng giá tầm 23 luôn sau đó em lại kéo lên thì đoạn này ghét có thể lưu ý tiếp cho em mình quan sát cho em nếu mà giá giữ được trên vùng giá tầm 27 chấm là nếu mà giá giữ được trên 27 24.7 thì nghiệm khá lộn là ổn. À, khá lộn với cổ phiếu này HVN như thế tới HVN ngày em trước nói anh chị rồi HVN nếu mà đánh về view trung hạn thì cứ cầm thoải mái bởi vì bản chất là mình đánh theo cái sự kỳ vọng cái sự hồi phục cổ phiếu từ những cái vùng ở đây em cũng nói với chị HVN rồi mình hoàn toàn có thể mua được cái cổ phiếu này bởi vì hầu như là trong cái giai đoạn trước đó những cái thông tin xấu nhất về cổ phiếu đã ra rồi thì nó chỉ còn kênh tăng nó chỉ còn cái chiều tăng thôi à, thì đoạn phía sau này người ta kỳ vọng nó sẽ được hồi phục người ta kỳ vọng là khi mà các chuyến bay thương mại à, sau tết nguyên đáng nó mở lại đi thì các cái doanh nghiệp về hàng không sẽ được cải thiện về cái, cái, cái kết quả kinh doanh của nó cũng như là à, chính phủ cũng đã chủ động cho à, HPN vay à, 4.000 tỷ đồng mà không lãi suất thì mới thấy được một cái điều là gì à, đây là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi rất là nhiều À, rất là nhiều. À, thì chúng ta nhìn chung là giai đoạn này thì khối lượng ở duy trì ở mức khá là cao. À, thì mình quan sát thêm cho em nếu mà có cái hình giá đây thì mình có thể canh tham gia à, với cổ phiếu này. vì nó cũng đã vượt thoát được khỏi cái nền tích lũy dài của nó trước đó rồi, à, với cái vùng đáy rồi. thì với những cổ phiếu mà đã vượt thoát khỏi những cái vùng nền tảng giá thế này ấy, thì cái, cái kỳ vọng của mình khá là cao, à, khá là cao. và trong cái tuần này thì nó trong cái tuần này nó đang bắt đầu có những cái động thái mà vượt vượt trên, tức là vượt cái đường trên line ở đây. nếu mà vượt hẳn trên cái đường trên line này thì nó cũng cho thấy là gì? À, cổ phiếu xác nhận cái xu hướng tăng với cái dòng tiền, à, với cái dòng tiền thì khả năng cao giai đoạn đó sẽ bước vào một xu hướng tăng trung hạn thì cổ phiếu hoàn toàn có thể tiến về à, những góc ở phía trên này mất kháng cự ở vùng giá tầm 36 ở đây à, thậm chí là những cái vùng phía trên này à, vùng giá tầm 42 43 à, với cổ phiếu thì trước đó thì HFN cũng đã có được những cái kỳ vọng rất là tốt ha à, TCH là một cổ phiếu mà em cũng nói khá là nhiều với anh chị rồi Thật ra cổ phiếu này sau một giai đoạn hình thành một cái nền giá rất dài thì cổ phiếu này vẫn là một cổ phiếu được à, em đánh giá là đã vào trên trung hạn À, vào trên trung hạn ở đây tức là sao tức là nó vào trên trung hạn là sau khi nó vừa thoát được khỏi cái nền tảng dài à, với khối lượng cao xác nhận dòng tiền tham gia và trong cái vùng nền tảng của nó cũng đã có những cái động thái gom hàng trở lại à, cũng đã có những cái động thái gom hàng trở lại thì đây là một cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là cao tức là anh chị thấy là gì ở giai đoạn trước đó thì tăng giá cũng rất nhanh nhưng mà giảm giá cũng rất nhanh thì anh chị phải lưu ý cho em là nếu mà mình tham gia những cổ phiếu này thì mình cũng phải có được những cái chiến thuật phù hợp đặc biệt là gì à, về cái tỷ trọng tức là mình có thể duy trì các cổ phiếu này à, với một cái tỷ trọng ở mức nhất định thôi tỷ trọng thấp thôi hoặc là những một cái tỷ lệ nhất định cái trường hợp anh chị đánh full những cổ phiếu như thế này thì khi mà đảo chiều thì chúng ta trở tay không kịp chúng ta trở tay không kịp còn về kế tố dòng tiền thì hiện tại cổ phiếu vẫn đang duy trì khá là tốt ha duy trì khá là tốt vgi cũng như vậy thôi vgi cũng bắt đầu làm nền trở lại nhìn chung đó với em cổ phiếu này là cổ phiếu đã đang hình thành trong một trend tăng rất là tốt rồi khả năng cao nó cũng đã vượt đỉnh thời đại rồi thì nhìn chung thì không còn kháng cự phía trên nữa và với cái dòng vi thì hiện tại dòng tiền vẫn duy trì khá là tốt thì mình vẫn kỳ vọng một cái nhóm này được kỳ vọng một nhóm này được À, khi mà thị trường điều chỉnh hai phiên thì ngày hôm nay ngày hôm qua thì giảm nhẹ là 0,49% thôi tức là cũng có một cái lượng lớn chốt lời một cái lượng lớn nhà tôi chốt lời nhưng mà anh chị thấy là đóng cửa tức là trong phiên cũng có như thời điểm nó giảm xuống à, tận vùng giá tầm là 44 bốn bốn năm bốn hai nhưng mà gì à, đóng cửa là ở mức 42.8 thì cũng chỉ thấy là có một cái lực cầu đỡ vào ở phía dưới thì phiên ngày hôm nay à, dù thị trường điều chỉnh nhưng mà với vào đóng cửa tăng à, ở mức xanh thì mới thấy được một cái điều là à, là hồi hiện tại cổ phía này vẫn đang có một cái lực cầu đỡ tốt ở phía dưới thì khả năng cao độ phía sau và có thể tiếp tục À, duy trì cái đà tăng à, phiên ngày hôm nay chắc và phiên T3 hàng về à, trong phiên có những thời điểm giảm về tận vùng giá hàng 129 129,5 nhưng mà cuối phiên cũng được kéo lên thì cho thấy là gì à, cổ phiếu test lại đường hệ T3 khá là tốt thì kỳ vọng em là chắc tương tự hvn thôi à, khả năng cao trong tương lai nó vẫn có thể là gì à, nó vẫn có thể duy trì cái đà tăng của nó à, về cái sự kỳ vọng ở đây chính là cái sự hồi phục người ta kỳ vọng là kỳ vọng cho sự hồi phục của cổ phiếu à, nếu mà à, giai đoạn vừa rồi thì chắc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là cổ phiếu này vẫn có những cái động thái gom hàng vẫn có những cái động thái tích lũy rất là tốt À, liên tục hình thành những cái nền tích ở đây nên à, nền số một nền số hai số ba đây thì với những cổ phiếu mà dạng nền thế này thì thứ nhất đó là nó không được nhiều nhà đầu tư quan tâm thì nó mới tới chất lãng quên rất là dễ gom hàng đó à, rất là dễ gom hàng và cái thứ hai nữa là gì là những cổ phiếu dạng này thì nó đang có những cái động thái là trong tương lai khi mà nó có rất là nhiều thông tin ở à, được hỗ trợ phục trở lại thì nó cũng kỳ vọng là giai đoạn phía sau này à, vì chắc có thể vào trên tăng trung hạn cổ phiếu à, cô thấy con thì mình nói rồi TVN là một cổ phiếu khá là tốt giai đoạn trước đó em có nói với anh chị em khuyến nghị anh chị mình tham gia quanh vùng giá tầm 7.2 7.3 hiện tại là giá 10 rồi ngày hôm nay chạm giá tham chiếu rồi thì mức sinh lãi đâu đó, đó là cũng được tầm là là 30 40 trăm như chúng đó với em những cổ phiếu dạng thế này á. thì cái mà mình kỳ vọng ở đây chính là nó có được những cái nó có được những tín hiệu dòng tiền tham gia thôi anh chị thấy đây? ngày 10 18 tháng 1 này những cổ phiếu dạng như TVN nó bắt đầu có những cái được cầu tham gia vào Và cái thứ hai là cái nhóm thép là một nhóm mà em đánh giá rất cao À, nhóm thép là nhóm mình đánh giá rất cao. thì đối với tvn hiện tại thì nó đang cho thấy tín hiệu dòng tiền tham gia rất là mạnh mẽ đây. nó bắt đầu có sự tham gia tốt với dòng tiền. À, thì mình lưu ý cho em là cái tuần này chỉ thôi. tuần đã là một tuần mà khối lượng bắt đầu duy trì đã tăng rất là cao. thì phiên ngày hôm qua là phiên thị trường chỉnh nhưng mà tvn vẫn tăng, nó tăng 6 phần trăm hơn. thì khả năng cao hoàn toàn sẽ chinh phục được những mốc ở phía trên này là, là vùng giá tầm 10.5 10.6 ở với cổ phiếu này. và từ đó với anh chị có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ cho em trong giai đoạn vừa rồi ha. À, khi mà anh chị mua. À, còn với anh chị nào mua mới thì có thể là gì? À, chúng ta chờ những cái nền giá phía sau mình tham gia được ở à, với cổ phiếu này. GBD Chomadex thì nhìn chung là Chomadex thì đối với em cũng là một cổ phiếu khá là tốt về cả nền tảng cơ bản và kỹ thuật. Về kỹ thuật thì hiện tại cổ phiếu này đang cho thấy cái động thái là gì? ngày hôm nay là một phiên test cũng rất là tốt. Và phiên ngày mai là phiên T3 hàng về nếu phiên ngày mai giữ giá được trên vùng giá tầm 35.7 35.8. À, giữ giá tốt ở trên 35.7 à, 35.8 ở phía trên này thì kỳ vọng các em hoàn toàn có thể chinh phục được những mốc ở phía trên nữa. Nếu mà cổ phiếu vượt ở mốc tầm 37 3 37 3, 3, 3, 3 cái đỉnh trước đó. Và đối với Chemex hiện tại thì cái vùng kháng cự của nó là gì? À, cái vùng kháng cự thời đại của nó là vùng giá phía trên này à, là vùng giá tầm là à, gần nhất là vùng giá tầm 43 à, 43 ở đây à, thậm chí là vùng giá tầm 32.5 thì hiện tại nó đang hướng về những cái vùng tầm 4 bít á khả năng cao nếu mà vượt lên trên lại 37.3 thì hoàn toàn những cổ phiếu này có thể chinh phục là những cái mốc 4 bít ở phía trên tức là 42, 43 à, với cổ phiếu này Nhưng chung thì đối với Gemadex thì cái dư địa tăng của nó chính xác đó chính là đến từ cái việc mà cái nhóm cảng biển có thể được hồi phục à, và cá nhân đánh giá thì với cái việc mà À, với cái việc mà hiện tại những cái hiệp định thương mại tự do liên tục được ký kết cũng như là giao thương diễn ra thường xuyên hơn thì các cổ phiếu nhóm cảng biển sẽ được tác động tích cực đặc biệt là cái nhóm mà à, cảng nước sâu à, cũng như là à, vận tải biển thì cái nhóm mà cảng nước sâu thì đang cho thấy là gì? À, Chevron nó có một cái cảng là Chevronline à, và trong tư trong cái giai đoạn năm à, trong giai đoạn gần đây thì Chevronline cũng bắt đầu đi vào hoạt động rồi thì mới thấy được một cái điều là khả năng cao cổ phiếu này vẫn còn dư địa tăng ở phía xa à, thì kỳ vọng của em trong cổ phiếu này là gì? À, là khá là tốt đặc biệt là những tín hiệu trước đó chị thấy nếu mà chúng ta để ý là Cerevec á nó cũng đã có những tín hiệu tương tự cái cổ phiếu Techcombank á nhìn nhìn đi. Chúng ta thấy khối lượng gia tăng liên tục anh chị thấy không? Khối lượng gom rất là mạnh ở những phi này. Phi ngày 10 10 10 tháng 12 nè. Rồi ở đây. Anh thấy Khối lượng gom rất là mạnh ở đây. Thì với cái cổ phiếu mà nó có khối lượng gia tăng đột biến thế này ấy, thì chúng ta phải lưu ý cho em một cái điều là nó cũng sẽ có những nhịp rũ bỏ ở đây. Anh chị thấy không? Cũng sẽ có những nhịp bỏ đây. chúng ta nhìn qua đây, Rồi, chúng ta nhìn qua về cái cổ phiếu Techcombank. Anh thấy nó bắt đầu khối lượng gia tăng ở đây và sau đó có nhịp vụ bỏ ở đây và sau đó lại kéo lên kéo lên một cách từ từ thôi nhưng mà lại hình thành một kênh tăng rất mạnh ở phía sau thì cho là một cổ phiếu chiến được mà em kỳ vọng cho cả năm 2021 luôn ở đây là một cổ phiếu mà em đánh giá khá là cao thì chúng mình đối với cổ phiếu này thì mình lưu ý cho em thêm thôi lưu ý thêm với cổ phiếu này bởi vì đó anh chị đã có hàng rồi canh mua gia tăng ha hầu như là những anh chị trong cái khách hàng của em cũng đã gom mua mua gom từ những cái vùng phía dưới này quanh 31 ít rồi giai đoạn này thì kỳ vọng kêu em là tiến xa hơn nữa với cổ phiếu này SB là một cổ phiếu mà cũng rất là nhiều anh chị quan tâm và SB như em nói rồi, nó đang bước vào một cái kênh gọi là cái kênh xác, cái kênh xu hướng là xu hướng tắt nghẽn, tức là nó không có xu hướng, là một, tức là một kênh tắt nghẽn. Thì nếu mà duy trì trong cái biên này, tức là biên dưới là một giá tầm là 18 3 biên trên là một giá tầm 19.8, tức là tiếp tục duy trì trong cái biên này, thì nó sẽ hấp thụ được cái lực cung ở đây và kỳ vọng của em đó SB vẫn khá là cao. Phía em đang đầu phi test là cái lực cung thôi. với khối lượng cũng duy trì ở mức cao nhưng mà nó thấp hơn so với những phiên trước đó và thì kỳ vọng chúng ta quan sát thêm giai đoạn này nếu mà chị đã mua thăm dò anh cái vùng giá phía trên này có thể chờ mua gia tăng khi mà giá cổ phiếu vượt lại à, vùng giá tăng là 19.8 bởi vì hiện tại thì S&P nó cũng không còn kháng cự phía trên rồi à, kỳ vọng cũng khá là cao với cái nhóm này ha à, còn một số như cổ phiếu khác như TNG TNG thì đang gặp cái vùng kháng cự phía trên đây đang chạm được kháng cự bị chốt lên à, thì đoạn này thì trước đó cũng đã khuyến nghị cổ phiếu này khi mà nó bước phá khỏi cái mòn cốc tay cầm ở đây cốc tay cầm ở đây à, làm nền là ở đây thì nó cũng đã bước phá đi đơn thì mình đã xác nhận mình tham gia với cổ phiếu này. À, sau đó khi mà nó test ở đây thì mình có thể mua gia tăng ở ở những cái giai đoạn như thế này. À, và sau đó gì, cổ phiếu nó hình thành một kênh tăng ở phía sau. Đây là có cổ phiếu như là à, DHD mình nói rồi, BHR cũng là như thế thôi. BHR thì bắt đầu liên tục cho thấy những cái tín hiệu test cung trở lại à, với khối lượng thấp dần đi. Thì đối với những cổ phiếu dạng như, như BHR thì kỳ vọng của em hoàn toàn thể là tiếp tục à, chinh phục những cái mốc ở phía trên này, à, mốc ở phía trên này. phía ngày mai là phía t3 hàng về nếu mà giữ giá tốt thì kỳ vọng của em vẫn là, vẫn có với cổ phiếu đó. BBHR vẫn là một cổ phiếu mà được hưởng lợi từ cả cái nhóm khu công nghiệp cũng như là cái nhóm đó, nhóm cao su. À, BBC như thế là BBC ngày hôm nay bắt đầu có những cái nến rút chân khá là tốt với khối lượng thấp. Anh chị hình dung là trong phiên ngày hôm nay BBC giảm về tận vùng giá 25, tức là giảm rất sâu, à, giảm rất là sâu về vùng giá này nhưng mà khối lượng ở đây đó là thấp, thì mới thấy được một cái điều là hầu như là ở đây không còn người bán ra rồi, cái lực cung nó cạn rồi. À, thì, thì, khả năng cao động phía sau có thể là BBC nó sẽ tiếp tục nó quay về cái nền phía trên này vùng giá tầm 26 và bước phá lên trên những cái vùng cao hơn nữa bởi vì đối với em hiện tại thì cổ phiếu này đang có những cái động thái là vượt lên trên cái kênh à, kênh tăng cái kênh giảm trung hạn của nó nếu vượt lên trên được kênh giảm trung hạn của nó thì cái kỳ vọng của nó là gì rất là cao rất là cao à, uh, cũng là một cổ phiếu đang chạm về đỉnh thời đại của nó là vùng giá tầm là 21 21.6 cái vùng đỉnh của nó à, đỉnh trước đó của nó là vùng giá tầm 21.5 ở đây 21.5 21.6 đây thì hiện tại đang gặp những cấp lực rung lắc nhưng mà về dòng tiền thì rõ ràng là hx vẫn đang duy trì khá là tốt khi mà trước đó nó cũng có những cái động thái là à, có những cái nến tăng à, với khối lượng rất là cao à, cho thấy tín hiệu tham gia từ dòng tiền cho vào anh đâu đó những cái đánh giải thế này nè à, đó là những cái đến xác nhận à, một trên tăng cổ phiếu và TV2 như thế là TV2 đằng này đang giữ giá trở lại thôi cái việc mà thị trường điều chỉnh nhưng mà TV2 vẫn đang giữ giá ở sắc xanh cũng như là cho thấy là cái mức giảm điểm khá là nhẹ đây à, với khối lượng duy trì ở mức thấp thì kỳ vọng của em đấy với TV2 vẫn khá là cao à, khá là cao à, đó là một số cổ phiếu tiêu biểu đó. hay là KSB nè à, là bên ban thì nói rồi à, B -L -L e thì lưu e là một cổ phiếu mà rất nhiều anh chị quan tâm thì mình cũng nói thêm cho em anh chị là về cái bản chất là về dòng tiền thì rõ ràng cổ phiếu đang có dòng tiền rất là tốt đó, dùng thì tiền tham gia rất là tốt thì kỳ vọng các em đoạn này là một cái nhịp trụ bỏ một cái nhịp trụ bỏ rất là mạnh ở đây thì những cái nhịp trụ bỏ dạng thế này chị mới thấy được là gì à, rõ ràng những cái nến những cái đuôi nến rút chân á mình nhìn này à, không chỉ đơn thuần tại sao mà cổ phiếu này lại, lại có một cái đuôi nến rút chân thế này à, cho thấy là gì rõ ràng ở phía dưới nó có cái lực cầu đỏ rất là tốt à, thì khả năng cao động phía sau này khi mà làm là một cái nền quanh vùng giá tầm 32 31 31.6 31, 32 dưới này à, khi mà ta có cái hỗ trợ em 20 là 31.5 nó đỡ giá À, thì khả năng cao B BNVA có thể là quay lại kênh tăng ở phía sau này nếu mà giá cổ phiếu vượt ở trên ở cái vùng kháng cự là vùng giá tầm ba 3.8 ở phía trên này à, từ đó là kỳ vọng của em đối với cổ phiếu nhưng chúng đây là cổ phiếu khá là tốt khi mà trước đó đã hình thành mà nó bước phá không một cái kênh ngắn ở đây à, một cái nền tích lũy ngắn ở đây với khối lượng ở mức rất là cao à, với khối lượng này thì hầu như là đây là dòng tiền thông minh à, dòng tiền của ta lập họ tham gia thôi, bit boy họ tham gia thôi, à, chứ nhỏ lẻ thì không có những cái nến thế này, à, từ đó là kỳ vọng kèm đó với à, bên ở phía sau, thì đó là một một số những cổ phiếu mà em đánh giá qua cho anh chị để anh chị mình hiểu rõ hơn về thị trường cũng như là về một số những cổ phiếu mà anh chị quan tâm thì đó là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này thì anh chị nào xem video thì có thể là bấm like video giúp em cũng như là đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể là nhận được những cái video sớm nhất và với những anh chị nào muốn tham gia cái hệ thống nhà đầu tư tài chính tự do của em thì có thể là liên hệ của em qua số điện thoại là 0979 bảy chín để em hỗ trợ cũng như là anh chị có thể là mở tài khoản tham gia vào room vip bên em và ở phía dưới này có một cái đường link tham gia room tư vấn thì đó là cái room tư vấn miễn phí thôi nhưng mà để là cái nơi để trao đổi là chính còn nếu mà để nhận được những khuyến nghị, những đánh giá chuyên sâu về thị trường thì chị có thể liên hệ với em để được em hỗ trợ ha và rất là cảm ơn chị đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại chị ở những video kế tiếp chúc anh chị buổi tối tốt lành